Hello. Ủa bữa nay ca nhạc gì nữa hả chạy? Cuối tuần nghe ơi. Ủa bữa nay cuối tuần là có ca nhạc gì nữa hả? Đã nha. Qua đăng ký cho ca bài ơi. Ta gặp đi hôm nay con uy tín ghê chưa? Ê, đặt cái nhóm vô trong đó đây này, dặn làm sao nó nghe, làm vệ sinh nó nghe. Các bạn nào đưa các bạn nói vô, bạn nào lẫn đặt cũng được chứ. Phải có số điện thoại người ta với lại tên người ta. Hello. Em đây, em đây. Rồi. Xòe ri toa li. Hello mấy chế. Rồi. Cái này chị Dung nói chị cũng đi bây giờ gửi bao mà chị Dinh biết. Tanis bữa nay em về nhiều nghe mấy chị. Gì vậy? Cũng như vậy tôi gửi bao vậy. Em ăn. Rồi ok, nhiều quá nó có nói. Đến mà từng từng nha. Trời ơi. Ồ, là mấy chị với tụi nghiệp hôm nay nè nè. Gió cỡ này luôn á. Thấy em tội nghiệp chưa? Đưa 5 triệu đây. Ừ. Thấy gió không? Ôi da Nam Mô A Di Đà Phật. Chồng em mới là em. Ta niết về nè mấy gái ơi. Rồi em lên xe cho mấy chị nha. Giá cho nó bàng hoàng luôn đó. Bàng hoàng đó nha. Ồ cái này. Rồi cái này em chốt cho mấy chị, bán giá tặng đầu like cho mấy chị nè. Đẹp xỉu luôn nha, bán tặng nha, chốt cho 22 triệu. Em đang lên sòn mà cục viện ơi. À, bây giờ em đang lên sòn. Chỉnh đầy ra chưa. Con này to đùng luôn, bên hông 3 hàng em rồ nha. Mấy chị nếu mà đặt lại không giá dưới giá 27 triệu nha mấy chị. Bình thường cũng bán 23, 23 năm thôi. Em chốt cho mấy chị luôn, giá 22 đầu like. Mới cháu chưa cưa luôn mà em đang nhìn cái đai nè. Bên hông 3 hộp em rồ, ở trên luôn tầng chủ là 3 tầng. Cái bông bự luôn nha, chứ mà bông mini mi ơ gì đâu nha. Đó nghe bông phân 2, phân 3 đó nè. Trời ơi nó đẹp, nó xinh mấy chị. 22 triệu nha. Thôi để đầu like em nhớ rồi, để em vô cho nó cái gì mà nó rẻ. Ta nói tao rẻ tan tan mát nha. Rồi đầu like nè. Chị nào bỏ lũ nha. 12.7 sale 9 triệu rưỡi sale nữa nè. Đầu like xả lỗi mà thọt thọt nhanh nhanh nha bà ơi. Vậy pháo hoa, giờ không có gì pháo hoa đang like sòn à. Pháo hoa buổi trưa nghe qua chị ơi. Xung quanh sòn, cái nơi sòn, cái hộp nhảy sòn luôn. Bán xả lỗ tặng đầu like 7 triệu con này. Dây dưới mặt luôn nha. 7 triệu. Đó, bán tặng gì đó. Đầu like tôi quên. Rồi đầu like còn đôi duy nhất dùm em 5 triệu tư. Sale đầu like cái vỏ bông sòn nha mấy chị. Chủ dân hộp nhân tạo nha. Muốn nhận sòn em nhận nhiều nhận dùm em 3 triệu rưỡi đầu like. Hết rồi, bớt rồi ní thôi. Cái kiểu em hôm qua em đi mưa mấy chị, xong là em bị nó giật em mưa em bệnh rồi. 7 triệu nhanh chưa mấy chị, comment nhanh em kéo ngẫu nhiên nha. Trời cái dây sò mà em chốt mấy chị 5 triệu đó, giá đã chưa. Dây với lại mặt sòn luôn em, vừa dây vừa mặt 5 triệu nha. Rồi lẹ lẹ nè, 5 món đầu like này em lên trễ nè. Quá dễ thương luôn em nha. 11 năm sale 20. Em chốt cái vỏ nhẫn sầu này nha mấy chị, có 9 triệu thôi. Đẹp ghẻ thì ớn chơi, 9 triệu tặng 5 món nha. Rồi nhìn cái đi rồi bắt đầu em báo với mấy chị liền. Trời ơi. Em chốt cho 2 đôi 3 triệu rưỡi nè, không có chương trình này đâu. Tôi tặng cho 2 đôi 3 triệu rưỡi luôn nè. Ôi ghê chưa. Rồi chuẩn bị lên nha, xong. Rồi đầu tiên nè, kéo lại nha. Rồi kéo giùm em 7 triệu giùm em, đừng kéo 3 triệu 5 triệu nữa. Dây với mặt bán xa lỗ 7 triệu giùm em sòn nha. Rồi 7 triệu kéo nè. Thôi em coi người nào đầu tiên đi. Chết bà già với 7 triệu kéo em đi mấy chị. Thôi bi bao phương 7 triệu nè, đầu tiên nè. Rồi chốt em 7 triệu rồi đặt cọc giùm em. Rồi 3 triệu rưỡi giùm em nè mấy chị. Siêu thơm ngon bổ dưỡng luôn em nha. Tặng hai viên chủ nhân tạo luôn đó mấy chị, tiền về ngon đó hơn giá này rồi. 3 triệu 500 em tặng nhanh. Rồi chị nào comment nhanh giùm em 7 triệu chốt cho chị yêu nào đó. Đặt cọc liền giùm em. Rồi 3 triệu 500 nghìn cho em chốt chai đây. Khoan từ từ. Thanh Thảo nè.
mã 35, à, Hiếu Danh 35. Rồi, mã 7 chị em hết rồi. Em để sao cho một chị yêu Thái Trinh, à, để sao mà chị nhanh lầm lụm bà luôn nghe chứ. Đầu lai chơi ngon lành đó. Rồi, Nguyễn Hằng giùm em hết nè, xong nè. Rồi, dây với mặt giùm em Hiệu, à, BGL 5 triệu, 5 triệu chứ nào, còn bánh nhanh giùm em 3 triệu rưỡi gì hết nha. Bán đầu lai là bán vui vẻ đó. Nhanh giùm em, rồi tới qua bình thường. Rồi 5 triệu dây với mặt em chốt chơi đây. Mi Dương lắc em đang đeo ấy chứ, 7 triệu. Rồi 5 triệu chốt cho Mi Dương, 3 triệu rưỡi em gán nặng thêm đôi cho nó nè. Nè con, à, Thanh Quỳnh 3 triệu rưỡi đi rồi dính hết nha. Rồi giả nhẫn sòng chủ đang tặng nhân tạo, chốt giùm em 9 triệu. Trời ơi, nhận được giùm em từ hộp 3 ly 6 tới 5 ly 4. Bên hông hộp Emerald luôn, bán tặng nghe, bán xả lỗ á. Đầu lai bán xả lỗ, và nhẫn gắn bữa nay không có, có bông gắn hai đôi. Chốt em 9 triệu nè, chị nào bỏ lỗ nha. Nhẫn gắn không có, có bông gắn ghê ơi. À, rồi bông gắn em có hai đôi đầu lai nè. À, 20 triệu một đôi nha. Mấy chị mua hình là 15 đó. Rồi em chốt cho mấy chị luôn giá 13 triệu đôi này. Rồi 9 triệu chốt tình yêu Phạm Bo. À, dây hồi chiều nè. Ê bất bất mới lạnh lên chứ con. Màu hồng mấy chị si trắng được nha mấy chị. Tặng cho mấy chị luôn 13 triệu. Rồi chốt nhanh giùm em, chính hình là 15 đó. Rồi bông ngắn tình yêu Đỗ Phương Dung. Còn đôi á, còn đôi đơn giản dễ thương ha. Cũng hay để đôi này. Với lại mấy chị ngày mai đi Thái Lan chơi 3 ngày nha. Để em về em tặng quà nha. À, quà may mắn nha, em kiếp gì nó hay hay dễ thương em tặng nha. Đợi tôi nha, không có đi ngoại tình với mấy ông nội. Ngoại tình là cái bụng trình hình nha. À, về là cho ăn lục bình luôn đó. Rồi ok hết. Xong. Lactanip giùm em 1-2 ly. Bán tặng mấy chị nha. Em bán cho mấy chị luôn giùm em nè. Ni tay lớn 54-55, em chốt 46 triệu. Ni tay nhỏ em chốt luôn mấy chị 44 triệu luôn giùm em. Giao hoa đẹp. Ờ để bây giờ nãy nha. Con đưa tình yêu Bích Trang Nguyễn đòi đi con. Ok, về ok cho. Đợi em nghe 3 ngày em về. Em đi đâu chơi chứ em nhớ mấy chị em lắm nha. Em sẽ lo quà cáp nha. Đợi nghe hứa nha. Em biết được là mình buồn lắm á. 13 em hết. 44 triệu giùm em. Ờ, ni tay 50-52, 44, ni tay 54-55 là 46. Chị không giữ luôn, chủ em giữ mà. Ủa chị đâu giữ? Chị đâu giữ, chị đâu giữ nghe. Lắc tay 7 triệu nha Bảo. Nhẫn 58 triệu hồi tối ai lấy thôi. Rồi nè con lấy da Bảo em chút lắc tay nè. À, đẹp xịu. Em có sợi dây sòn này giá quá đã. Em chuẩn bị thọt cái tay vô lẹ nha. Hộp tam giác 4 ly, 4 ly rưỡi luôn. Rồi 7 triệu em 1750. Lắc tay sò 1-2 ly mấy chị nhìn nè, mấy chị nè. Bên hông của nó là sò cao, không phải dạng lắc tay bình thường. Và trên chấu của nó không có chấu. À, mấy chị đeo đơn giản rất là đẹp. Mấy chị đeo riêng cũng được, đeo chung với đồng hồ cũng được luôn em. À, 7 triệu à, con chốt thêm tình yêu Đăng Nguyên đi con. Lắc bao nhiêu triệu có hai cái. Rồi chốt đơn giùm em. Bông rắn nhìn hết rồi. 49-50 hả? Nhẫn gắn ha. Đồng hồ Vinh đang đeo là đồng hồ kim lên á. 200-300 triệu gì thôi hả? Rồi nhẫn này đi nhỏ giùm em nè. Ni 8, ni 9, ni 10. Vừa bán vừa yêu. Chữ hát sòn nha, vừa bán vừa yêu nha. Vừa bán vừa yêu, sòn, rẻ hơn nhà Lý luôn. À, chuẩn bị gờ gờ la la mà em đi. Em lên này cho nó giá, cho nó ngủ ngang cuộc đời. Nhanh nghe bán nặng nha, lẹ. À, bán dưới vô bán tặng con này cho thả gờ gờ đi em lên con này cho. 3,5 triệu em hết rồi mấy chị. Trời cái vỏ bông 27 triệu 200, xe 17 triệu, xe 15 triệu. Chuyển ha. Dạ. À, rồi rồi để dưới nhà đi. Rồi đợi em chút. 27,2 em xe 17, em xe luôn 15. Một cái vỏ to đùng luôn, tầng chủ là 3 tầng nhìn nè. Thấy cái tay to chưa, không có bơm nha, tay riêng đó. Được cái là tay riêng với mái tóc riêng, không có sữa này. Nè đó, hết luôn cái tay, nhận 3 ly 6 thôi cũng đủ đẹp. Đợi em chuyển tiền. À, đợi em cái, ồ. Hơi quả nha, à, em không có tiền. Cho ai cho nhiều được thì cho. Cho nhiều cho ít thì không cần biết, cho đúng số tài khoản giùm em 24-27 nha. Cho ít cho nhiều mà cho nghe em nổi đích giả cái rồi luôn nha. À. Trời ơi. Gì vậy Ni? Ở...
Ôi đi qua bố rồi. Để cho bạn vô bạn hình tụi em đi luôn rồi bạn. Đi đâu đi mới đi chụp quán này chứ còn. Đúng rồi. Có hẹn bộ nào nắng không lắng ngoài hả? Không. Trời ơi. À, rồi nha. Em chốt cho 15 triệu giùm em nè. Mấy chị la la lên đi. La la đi em chốt cho rẻ lắm. À, la mới chốt nha. Không la không chốt. Chốt là lốt lỗ. À, rồi tình yêu thủy thủy giùm em. Chủ em đang tặng hai viên nhân tạo đó chị. Ờ à, đợi chị chút chị chuyển tiền ok cục vàng. Rồi la la chưa. Em bán lỗ con này tao nói xịt xì dầu. Ni 8, ni 9, ni 10, ni lớn đeo không được. Nhẫn sòn. Chữ H 5 triệu. Rồi kéo. Cái này chơi kéo nha mấy chị. À, 5 triệu dùm em sòn, si trắng em tặng luôn. Ni 8, ni 9, ni 10, ni 11 dùm em 5 triệu sòn nha, không phải dần ý đâu nha. Lẹ nè, kéo vui vẻ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, tình yêu nào đây liêu liêu, trời cái nít liêu liêu nữa ha. Chốt xong mà còn nháy liêu liêu nè, rồi cho 2 triệu đi gái. Rồi, dính hết nha các bạn. Nè, dây chuyền sòn to nè, 4 tắc 2. Mấy chị đặt lại con này là tầm 135, 138, mấy chị để ý nha. Những cái viên sòn hình tam giác này không phải là hộp giả mà là hộp sòn luôn. Rồi chuẩn bị báo giá giật mình tới xỉu bên bờ đi. Dây này em chốt mấy chị chỉ có 90 triệu thôi. Em bán lời có 1 triệu mấy. Kinh không? Em bán mấy chị 90 triệu em lời mấy chị có 1 triệu mấy thôi đi cầm đồ. 4 tấc, 4 tấc 1, 4 tấc 2. Lụm liền cho em, nhận về em đẹp tấm con VVS1 em đền luôn cho nghe. Đặt lại 135, 138, chiều dài 4 tấc, 4 tấc 1, 4 tấc 2 nha. Bây giờ bán có 90 triệu con này mà. Mà những cái viên chữ nhật này nè, những cái viên tam giác này nè chị là sòn luôn nghe. Rồi em chúc chị hoài tâm. Ờ thanh kiều sâu mắt chế. Dạ kiểu này mới dắt gió thấy không đó, tội nghiệp em là chị ngày nào mà đó. Rồi ok nãy 5 triệu chốt ai rồi chơi vui mấy chị tại mắng lỗ mà. Vô cô hoài tâm đi con gái em hết rồi. Em có cái dòng này mấy chị em bán tặng nè, 97 cũ nè mấy chị. Em chốt bữa nay cái giỏ dòng này cho mấy chị luôn, giá yêu thương đông đầy. À, thả tim cho em, yêu thương cho em ha. Em chốt cho mấy chị 75 triệu dòng này, 90 vô cô hoài tâm coi. Kéo 5 triệu ta lấy vô xong mà kéo dữ ha mấy chị. Rồi ok chế, dòng gắn sòn, dòng gắn em hết thôi chị. Đặt lại em đi. Đặt lại đi, bây giờ em là em đặt lại, em đang làm cái rất nhanh lắm. Mấy chị nào ghé tại tiệm á, đồ sòn không có chương trình là em vô cái album, cái iPod, cái iPad cho mấy chị. Còn ghé tiệm mấy chị lựa không được, lấy cái iPad em đặt một tuần lễ gấp cho mấy chị về mấy chị nhờ đeo nha. Này mấy chị gái xinh đẹp, ni em đang cầm ni tới 54, 55 vàng dày nhìn luôn em. Rồi ok chế mai tinh hơn. Trời em bán hàng 7 đó mấy chị. Ở đâu mà ra thiệt luôn á. À, em bán mấy chị hàng 7 đó. Em chơi là quên cả lối về với mấy chị luôn bữa nay đó. Rồi em có lắc tay này mấy chị gái, bữa nay chơi đẹp nha. 65 củ nha, 54 củ nha, bữa nay chơi đẹp bán 50. Ni tay 52, 53, 54 giùm em, chứ đặt là không được. Nam mô A Di Đà Phật đặt không được. À, chị cái nhẫn 5 triệu đặt không được nha. 75 triệu mai tân hưng. Rồi lắc tay ni tay 52, 53, 54 trả lại đeo dừa giùm em full luôn em. Mấy chị mua có 50 triệu bữa nay thôi. Đẹp rẻ tấm trắng tươi luôn em nha. Cắt ni được ra ni cũng được, ra ni đợi 10 ngày. Cắt ni 2 ngày. Cắt ni 2 ngày giùm em nha. Rồi, lên cái tay nè. Đẹp xỉu chưa? Đó, xuất sắc giùm em 50. 50, 50 giùm em con này, giùm em 50. Rồi, em lên mấy chị. Những chính viên bản to đó. Em có con này bơm vô, bơm ra, bơm vô ha, 52, 48 rồi ha. Bữa nay em chơi đẹp cho mấy chị luôn, mấy chị thả tim đi, em lên con này cho mấy chị giá. Tới xương của em luôn nha mấy chị, tới xương tới tỷ nha. Bông ngang của nó cực kỳ là siêu to. Tắm em rồ là 3 ly luôn giùm em nè, đó, đẹp xẻo chưa? Rồi, ở đâu ra trời? Em chốt cho mấy chị chiếc nhẫn này 45 triệu. Nhẫn trái tim hôm qua còn không á con. Chị Diễm hỏi nhẫn trái tim hôm qua còn không, nhẫn nào ta? Bé Diễm, nhẫn nào bé Diễm? Lên này gái. 52 năm, chốt like rồi, xe bơm 48 nè. Chơi đẹp luôn em, tình nghĩa mình lâu dài luôn nè. Nhận giùm em 5 ly 4 tới 9 ly được luôn. 75 triệu đặt lại mấy Hiếu Nghĩa ơi. 75 triệu đặt lại, 16, 8 xe 14, xe mấy chị 12 năm. 12 triệu 500 ngàn, tắm 1 ly 4 ly rưỡi, 2 tầng 1. Chủ em đang tặng 2 viên hộp nhân tạo. Áo cưới hảo dùm Vinh rồi, cái hang thang cười show mắt rồi cho 5 triệu nha đi. Số tài khoản ở trên dùm mình nha. Rồi, 45 triệu, ô cô Vinh lai chim, gì lai chim nữa rồi con ơi. 12 triệu 500. À, nó về coi nha. Về coi nha.
Bông tiêu hôm qua, đa số là ít bị bơm lắm, chị dữ lắm là dày mỏng. Chủ nhận 3 ly 6 tới 5 ly 4, 6 ly 3 được luôn, ngày mai 12.500. Ở đâu ra mà nữ hoàng 2 tầng, tắm trắng tươi, tắm 1 ly rưỡi. Mới đi xăm mình. về thì mình... Em nghĩ là mình mẩy em nó gió dữ hận gì luôn. Hồi nãy mà em cản nó cho nó làm trên cổ luôn rồi. Này nè, em lấy đi cưng. Anh Tiết coi cái tại tiệm lấy anh Tiết coi. Rồi, anh Tiết lại em ha. Cầm đi ha, tội nghiệp nha. Rồi em có cái vòng nè. Trời ơi thương không trời, cưng quá trời cưng rồi. Chút ngắt cái tay cái em. Đi tay 54, 55 nè, còn chiếc cuối cùng tặng nè. Tặng nè, 27 cũ bình thường bán 21 nè. Tặng cho 20. 53, 54, 55, 20 chị. 3 ly 6 nước ép, nếu em mua có luôn vỏ của chị bán 7 triệu, không mua vỏ bán 7 triệu rưỡi. Nước D, nếu mà có mua luôn vỏ chị bán 7 triệu rưỡi nha. Không có mua vỏ bán 8 triệu, nhưng mà tại tiệm thì cũng sẽ bán giá bình thường nha. Em nói này mấy chị nhắc lại nha. Chốt hình từ 9 giờ sáng tới ca 9 giờ sáng với ca 7 giờ tối. Còn mua giá nào em đẩy vô trong cho nó lên giá like cho mấy chị luôn, giá yêu thương cho mấy chị. Còn cần chụp chi tiết từ 9 giờ sáng tới 12 giờ nha. Còn ví dụ mấy chị mắng vốn em đẩy inbox vô trong. Mấy bạn sẽ nói với mấy chị sau live stream 15 phút giải quyết vấn đề. Là mấy chị canh giùm em sau 15 phút giải quyết vấn đề nha. 54 triệu tình yêu Nancy coi. Có 220 chị nha. Dở còn lạ, chị hỏi chị có thâu là không? Có qua đơn. Không có lỗ tí xương để đeo đi năn nỉ. Tâm nghiệp chị. Để đeo đi năn nỉ thiệt. Nếu mà nói chung mà nếu mà đồ lạ mà em có qua đơn mà chị thấy người ta thấy hợp lý thì chị đổi cho. Còn cái gì chẳng hạn như thí dụ nha, chị mua cái đó chị 10 triệu mà trong gói đơn em 15, mà chị có thể di du chị thêm em, chị không mua được 15 người ta được, mà chị mua 12 được chị mua, nhưng mà phải qua đơn mới được, em đừng ngại, phải có mới tính được chứ. Giờ đương vậy cái chị mua 5 triệu chắc nhìn liếc nhau nghỉ chơi luôn thôi, không được, tao khôn lắm rồi. Lắc full hộp đang đeo 44 triệu ni nhỏ 50 52, 54 55 là 46 triệu hộp 2 ly, mà tanit này là tanit dạng đặc biệt nhất thị trường nha nè. Cái tanit của nó rất là dày và trên đây không thấy miếng cháu nào hết. À, chứ mấy chị hồi lúc trước em bán tanit của con dẻo có 22 mấy triệu là nó cực kỳ mỏng. Cái này vàng nó nặng gấp 3 lần nha mấy bà. Rồi chốt cho con này. À, em bán tặng con này cho mấy chị rất nhiều phần trăm. Cho nên là mấy chị thả cái tim cho em. Em đang chương trình là 50%. Và tem này á em đổi khách chỉ có 15% thôi. Mà mấy chị để em nói từ từ em diễn tả cho mấy chị nghe là tại sao nó mắc nha. Bên hông này đi hộp MR chữ nhật 4 ly. Đai này hộp, trên đây 2 tầng đều tắm to. Tắm ở trong này khoảng 2 ly 7 luôn, tắm ngoài này khoảng 2 ly. MR ở đây tới 4 ly. Chủ trên đây là hộp nhân tạo, chương trình 50%. Rồi chuẩn bị nha mấy chị, 52 triệu. Em đổi khách có 15 thôi. À, em chốt chiếc nhẫn bông mai đẹp to này sang hô này 26 triệu. Đó, 26 triệu giùm em. Dòng đinh con ơi, dòng đinh đặt dòng đinh 10 10 trắng 10 hồng đi con. Con ơi, em ơi mẫu duyên duyên đặt đinh 10 trắng 10 hồng giùm chị đinh. Nãy đó. Từ 48 đến 56 giùm chị. À, chị nhận giùm em từ hộp 5 ly trở lên chị Mai Thanh Nâng ơi. Nói gì vậy? Ờ, kìa số mắt con. 26 triệu tình yêu Nguyễn Thị Phượng đầu tiên Dương Anh cái bên. Rồi. Nói 50 là 50 nha. Bản thân em uy tín đổi cách có 15 thôi nha. Mà nó cực kỳ đẹp vì nó mắc. Là bên hông cái chữ nhật nó bình thường 3 ly thôi. Thằng Ma này chữ nhật 4 ly. Phần đai thôi mà nó dùng một cái hộp bự như vậy đó. Ok la. Rồi Nguyễn Thị Phượng đầu tiên. Anh con nhìn tay em. Em này tội nghiệp không? Ồ mày tội nghiệp quá. Mày tội nghiệp. Mày xăm mình hả? Xăm mình hả chị? 26 chị. Gì con? Xăm đầy lưng không? Hộp tới 2 ly rưỡi, 2 ly 6 nè mấy chị. 62 củ. À, hộp to nha mấy chị. Nhận giùm em 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. Được tới 6 ly 3 luôn. Rồi mấy Vinh chốt đơn mấy bà luôn. Bữa nay chị nào bỏ lỡ cái dòng này là bàng hoàng nha. Em chốt cho 43 triệu 500 ngàn. Dạ. 6 ly mềm hả chị? 6 ly 3 em có đây chung như cũng đang có mềm mà để em lên chứ. Nhận gắn đi 15 hả chị? Trời ơi nó đẹp luôn á. Cái vỏ dòng sòn này mà chốt 43 triệu 500. 43 năm, 26 năm nữa là em tặng lỗ cho một cái like với Vinh tặng lỗ. Lắc đang đeo là 44. Tao nít dày 2 ly. CD nhỏ nè. Em bắn nặng CD nhỏ cho mấy chị sòn luôn nha. Không phải đồ ý đâu nha. Em chốt cho 6 triệu sòn CD. Ai mê tin chị Vinh cài Vinh nè đó.
C là cà, giờ là Vinh á, CD cà Vinh Bích Đẩy 6 triệu. Dòng ban 12 giờ em ơi. À trời ơi, cái vỏ nhẫn này chị nêu nào bỏ lù nha. Đó bông sòn 6 triệu em chốt chai để Thảo Nguyễn nè. Bông em bé hay nháy, rồi từ từ em lên. Bánh hồng nè, trời ơi mấy chị, 17 triệu 500 đồng ha. À, sale riết. Còn 15 triệu sale 20% nữa. Quận đi quận về con này 40% nữa bà. Chủ em đang tặng viên nhân tạo nha. Em chốt đơn 12 triệu cái vỏ nhẫn sòn này. Sòn full bánh hồng luôn mà kiểu cực kỳ đẹp nha, tắm trắng tươi luôn em. 4 ly 3 tôi không có em ơi. Hân ơi, tôi chỉ có 4 ly rưỡi D2 giấy thôi. 6 triệu em chốt cho ai rồi vậy? 12 triệu em chốt tình yêu nào đây? Quanh phan đúng không? Rồi cho em xin tiền nha. 2 triệu 5 triệu giùm em, đừng sạch 1 triệu à. Trời ơi đẻ nữa nè mấy chị. Mới ngày hôm qua chị nào mới chốt 21 triệu. Rồi hôm nay giá này bàn hoàng, bà nghe được bữa nay chắc bà chữ thấy mụ nội luôn nè. Rồi 12 Vinh hết rồi. Trời ơi chiếc nhẫn này tắm xung quanh tắm to luôn nha. Qua chốt được sale là 20-21 đúng không? Hôm nay chốt cho 16 triệu 500. 16 triệu 500 ngàn. 16 triệu 500 nghe gái yêu xinh đẹp. Trời ơi đồ đẹp đẹp con không mê sao được. À em đi Đài Trung chứ em đi hình này. Em cưng đang đi ấy đúng không? 16 năm tình yêu nào đây? My Dương nhầm em 165. Rồi đặt cọc nhầm bé Vinh 5 triệu là cục gì yêu. À, còn không cái nào xả liền nữa con. Sọn gì sáng con trả liền đúng không? Đúng không? Đặt là cái này 42 triệu bị bơm lần thứ 5. Hộp gần 3 ly. Em xả lỗ 25 triệu dùm em. Trời ơi mấy chị. Đặt lại là 42, 2 viên đây gần 3 ly. Xung quanh đây từ 2 ly 7 tới 3 ly. 8 viên này không mua tiền hộp không trên 40 triệu. Đang không hiểu vấn đề luôn á. Đang không hiểu vấn đề luôn đó nha. À, đẹp xuất sắc cho 25 triệu thu quanh. Em bị bơm lần thứ 5 mất cỡ cũng chết luôn mà giành lột. Không à, ô bây giờ đi tụi. Si trắng được cơ, si trắng tặng. Được, được, được. Mua sòn là si trắng tặng. Em mới về cái này mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5, 5 miếng ghép với hai cái viên này. Hột 2 ly 3, 2 ly 4 luôn, em hột cực kỳ to. Chủ viên này là gần 3 ly, chưa tới 3 ly. Đây, toàn ten. Toàn ten 2 cái bầu. À, 40, 45 củ em chốt đơn mấy chị luôn các bạn này. 34 triệu 500. Nha, nhìn nha, listen to me nha. Trời tiếng Anh quá, chị Anh. Đây, đây gái. Nhìn vô tưởng nó là cái dòng. Nha, mấy chị nhìn sai vô tưởng dòng. Nhưng thật sự nó là lắc. À, thật sự nó lắc và lòng trong nó gì luôn. Dạ em đi Thái Lan. Đi em dắt ba mẹ đi chơi với con nè chị. Đó. Đẹp xỉu chưa chị gái. Ở đâu ra mà giá này. Ok chế cái này em có hai chiếc nha. Ok bạn Liên Kim, ok bạn Quanh Lu. Liên Kim Quanh Lu. Thank you so much. Rồi hết rồi, xong rồi. Bông 3 triệu rưỡi còn đang đôi. À, 25 củ Vinh hết anh ấy. Ờ không lo đi du lịch chơi đấy, thấy đi nguyên một band luôn. Rồi vẫn còn mê Vinh luôn đúng không? À. Rồi Mai Quỳnh Vinh để cho kế bên nha con. Mai Quỳnh kế bên. Rồi 3 triệu rưỡi bà Phi Phú nè. À, em hết rồi, con em không có tận tặng nổi nữa. Cái này là em hết tận nổi rồi. Rồi Vinh hết rồi. Dây 5 triệu xả ha con, bán 4 triệu rưỡi. Ô sa mi đê ta. Dòng 43 triệu 500. À, dòng 43 năm. 3 triệu rưỡi Vinh không còn ấy nữa nha. À, lắc tay em bán cho 44 triệu ni tay nhỏ 50-52. Ta nít loại dày nhất nha mấy chị. Em mới về hồi chiều đó chứ bạn kia mua là không có. Em có bữa nay về 1 ly 8. Em có về 2 chiếc mỏng. Này ta nít mỏng em đưa cho mấy chị coi chứ không phải là em 12 triệu ai lấy rồi. Đúng rồi chị, 3 triệu rưỡi tặng hộp nhân tạo, 4 triệu rưỡi là sòn. Thiếu nhanh nhẫn em 6 triệu em hết rồi cả nhà. Chuyển cọc liền giùm em 2 triệu 5 triệu nha. Hơi mắc lịch sự hơi hối tiền nha. Hối tiền là mắc lịch sự lắm nhưng mà bị tình thế ép buộc phải bị mắc lịch sự nha. Lắc cắt ni có giảm không? Có giảm cho bạn chịu đó Bích Ngọc. Em yên tâm em là cục diện của chị. Nè, chị có nói chuyện với nó rồi. Bích Ngọc ơi, chị có nói được không? Đây em bán xả lỗ đôi này mấy chị chủ sòn 2 ly 4, 2 ly rưỡi luôn. Em chốt cho chừng dưỡng nha con. 8 triệu đích đẩy. Cho mượn em âm sẵn sẵn đi bạn yêu. Nó nghe đi làm mướn mà chủ kêu nín hình không mà trời. Nó nghe nè cho mượn nó mâm. Mượn nó nghe nè. Mượn nó chủ với học chung thôi. Ta gặp chủ ở bên Nhật vô. Ta gặp chủ người ta cúi đầu hay mua nội. Chứ cái này gặp chủ cho chơi với trời bạc. Nè nè tát chịu giùm em nè. Cho cười hoài với trời. Vậy.
Sao làm chú không ai sợ hết trơn hả ba? À, 4 triệu rưỡi Vinh hết rồi. 8 triệu tình em Phúc mời không vậy? Đẹp trai với chạy. Ờ à, mày chơi bình thường. Mày lại đưa tao ra ép ở chừng dưỡng tao mày không nha. Ờ à, mai mày nè. Nam mô, thấy chưa, nói rồi đó, thấy không? Đẹp trai ô, đẹp trai. Dưỡng cái gì vậy con? À, cái miệng lần nào mà kêu coi chừng gì là dưỡng cái đó. Chào em kêu đừng nay, đừng nay xe giống như đang đi xe bình thường á, đừng có nói tao chạy đưa, cẩn thận nghe, tao bị đụng. Nói trời ơi, à, 12 triệu. Quanh hoang xã nè, mấy nó coi chừng dưỡng nghe con, ok rồi dưỡng luôn. Ờ, à, mai gọi. Bye bye con. Charlie, lô quỳ hả? Lô quỳ, tôi nói Charlie. Thằng nhỏ nhỏ biết kêu gì? Thằng nhỏ bên Mỹ về, thấy bà nội này vô cái tiệm tự nhiên sô la ôm sầm chưa nhỉ? Nhỏ này nó còn đang hân hoan, nó chưa biết kêu gì. Nó còn đang thấy lạ đó mấy chị. Nhắn 25 triệu thu quanh lấy rồi 12 triệu con vô cho bạn này chưa? 8 triệu chốt dai rồi, tủ điện thoại này còn nhiều kèo ngon lắm, từ từ đợi em. Ờ, à, tao về rồi tao điện ngay mai tao đi chơi rồi đó. Đi rồi hả? Khi đâu về lại? 3 ngày về hả? Trời ơi, về kiếm tiền. Mới hôm qua 26 này bán 20 nè. Cưa cháu con cái bán 20 liền rồi, được 6 triệu rồi, được hơn 30%. Ờ, à, cũng y chang vậy đó, mấy chị cũng đẹp y xì y chang vậy đó. Tại vì mấy chị biết không, cái gì nấu chảy, cái gì nấu hư. Nhưng hột sòn mấy chị có nấu 1000 độ, giờ nó vẫn là viên hột sòn. Đó, thấy chưa không? Đó, hột sòn như em vậy nè. 100 năm em cũng đẹp y chang vậy nè mấy chị. À, rồi chốt cho 20 nha bà. Tina Mina à, ý 12 giờ đấy. Còn cái vụ 610 chắc nữa em nói là rồi nữa em về em một tuần lại 3 ngày thôi. 3 5 7 2 4 6 gì đó. Nhưng mà chị 2 4 6 gì đi. Chứ liên tục 3 ca em cái cổ họng em cái dài bữa đêm dục. Rồi chốt cho 20 giùm em. Nữa à, trời ơi chết rồi, nói lại nó mất cậu. Cái vụ 610 á, em là 2 4 6 3 ngày thôi. Còn ý với sòn thì vẫn là chương trình bình thường vậy chứ. Tại em không có nói chuyện nổi. Em nói không nổi. Ê bút lông cái gì? Em sạc đâu. À, tuột nước 11 triệu 500 mà hình như hết rồi. Để bán tại tiệm có 2-3 viên rồi mấy chị. Nhiều khi ghé đây không có. Cái thằng này rẻ bạc ngàn gió mây luôn nè mấy chị. 4 cháu là 4 hộp luôn. Có hộp 4 cặp luôn mà em. Nhận giùm em từ 5 ly tư trở lên nha. Đẹp xỉu chưa? Con này giá ban đầu là 38 triệu đó cả nhà. 12 giờ 20 giờ. Xin lỗi bà Tina, 20 Tina ơi. Là bà về xã 8 triệu đúng không em? Ờ 3K ngày 246 là 246 hôm nay 610 thôi chứ. Em nói không nổi. Chị Mina là cái nhắn cái giọng này. Mina, Mina, Tina, 20 nhắn, nhắn ba. Cái giọng là chị Nancy nè. Đi 53, 54, 55 nè. Giờ nghỉ 12 giờ trưa nè. Cần mua hình vô em lên luôn cân luôn. Rồi. Cái khóa nó đẹp nè mấy chị. Mấy chị phải nhấn cái khóa này ra nè. Dòng đinh này nhớ. Nhớ là nó khóa cho người ta nè. Có 20 triệu thôi. Rồi nhẫn này em chốt đơn mấy chị luôn nha. Em bán cái vỏ nhẫn này cho mấy chị giá cho nó bạc ngàn luôn á. Em chốt cho 19 triệu. 19 triệu giùm em. Lắc đi 50 là em chốt 44 triệu đó chị. Học em rồi nha. Mà em bán 19 triệu nó rẻ như cái nhẫn bạch kim mấy chị đeo vui vẻ thôi. Đẹp xỉu bên hông nè. 4 cháu luôn em nè. Đẹp nó không thể nào tưởng tượng. Ni tay em thì từ ni 11, 12 trở lên nha, ni nhỏ quá em ấy không được nha. Chỉnh 50 chỉnh không được. My Dương từ giờ chốt 3-4 món với xả món nào không em ơi, con hỏi cô My Dương con ơi. Để chút xuống cuối lại 4 món, còn món này chết em luôn à. Tiêu em à, giữa trời mưa à. 50-52 chốt chăng, chỉnh 54 là 46 nha. Rồi chốt đơn 19 em hết rồi. Vòng tay 43. Nè con, rồi chỉnh giùm em 44 44 đi nhỏ. Rồi bông tai này giùm em, ôi đẹp rẻ mấy chị. Em chốt có 10 triệu đôi bông này. À, không cần không có cần mấy chị tốn một chủ một ơi gì nữa hết nha. 20 hồi nãy em chốt chai rồi, 19 em chốt chai rồi, 51 là 44 triệu đem. Cắt bớt đưa mắt lại nha con. Ni bự 54 là 46. Rồi em chốt cho 10 triệu đôi này. Em chốt tình yêu kiều ốc ha. Tiếp bên kia không kịp. 16cm này 51 đó cơ. À, là 44 triệu, nếu em lấy đi bự là 46. Bán 20 đẹp quá trời, đi tay 53, 54, 55 chỉnh không được. Chỉnh không được, em bán hôm nay chị Nhi mua một bằng một chiếc vòng bạch kim thôi. Tấm rất là to, full tới đầu óc bên đây nè, chứ không có là không có ăn gian hột mấy chị đâu.
Làm gì mấy chị mua được mà cái ống này 20 triệu mấy chị. 10 triệu em chốt chai rồi. Ni bự 53, 54, 55. Ni bự 20. Ni bự dòng sale 37. Ông nội dọc dào ơi, sale mà tôi ở. Ông nội sale gì dữ vậy cha. Sale nhẹ nhẹ thôi. Đây có chiếc nhẫn này nè. Trời ơi 54 triệu. Sale 38 triệu nha. Giá đẹp bàng hoàng rồi. Chốt đơn cho 35 triệu luôn dùm em con này. À, dòng đinh nó đi 54 em ơi. À, đích đẩy làm đích dặn không được. Đích dặn làm đích đẩy thì được. Cái gì? Ờ biết rồi, ta sẽ gửi quà, sẽ gửi tiền cho, đừng lo. Không nhớ. Trời ơi. Ờ, 9 giờ. Bữa đó không ai muốn gì sớm hết trơn á. Rồi Vân Nguyễn giùm em. Tao hỏi thiệt. Bình thường thứ hai nó sẽ muốn gì sớm, nhưng mà đặc biệt ngày đó nó sẽ muốn tăng ca. Nói cho tao biết rồi. 35 triệu trời ơi, nhất là ăn viên. Rồi đi nhỏ giùm em nè. Trời ơi bán nhẫn sòn này. Đi số 8, số 9 thôi mấy chị. Em chốt cho 4 triệu rưỡi. Sòn nha, đi nhỏ. Chị ơi bà suy nghĩ sao này. Từ 45 rồi, 48 rồi, em sale còn có 43, em muốn bán cho nó hết rồi. Để sợ ngày mai đi chơi rồi ở đây mấy chị ngoại tình tùm lum la bán cho nó xong cho rồi. Lời lỗ gì cũng chơi hết trơn á. Ni nhỏ nha mấy chị. Ni 8, ni 9 nha. Cái này không hỗ trợ phí 100 ngàn chỉnh ni được luôn. Tại vì cái này nó có hai cái đai đó mấy chị. Nó có hai đai. Rồi 4 triệu đôi tình yêu Phạm Thảo dùm em. Ni 8, ni 9 nha. Cái một người không phải đâu. Này nặng mụn đó. Cái này mất một người nè. Một người nè, hồi đó tôi có một người trên đây. Nhưng nếu như mà bây giờ, thời bây giờ là tôi sẽ phá cục này. Tôi để một này mà hồi đó người ta nói một người là một người ăn chụp. Một người có duyên. Nhưng mà bây giờ mua đen đâu có tính một người này, quê lắm. Phải một người trên đây nè, hồi đó tôi có một người bự lắm trên đây nè. Hồi nhỏ tôi đi phá ai đi, chấm dâu, chấm mơ gì đó. Còn hai thằng này là tối tôi mới nặng mụn mà tôi móc. Chứ không có thăm một người. Duyên nha, nhìn Duyên nha, muốn dù em hết. Ngày dòng đinh mà Ivy đi bự không? Lụm mà 19 nè, đặt xong có cái đó nè. 19 chút đơn Ivy nè, bộ đất lắm sao giờ này thợ mới về. À. Lấy đi bán 42 được không Lý ơi? Trời ơi lắc tay. Đẹp luôn em, 36 cũ nè, em chốt cho 27 triệu. À, 27, à, 19 triệu chốt chai rồi. Để sao cho Lý nào đi Hoàng Ngọc, có gì đâu xin Hoàng Ngọc. Bây giờ mình bỏ số tiền ra mình mua chiếc dòng ý là đã ăn vậy rồi. Mà nó là sòn mà bà. À, nè. 27 triệu giùm em chị nào bỏ lỗ 36 triệu 300. 56 miếng ghép 3 triệu rưỡi em mới ra cục gì. Mới về luôn á. À, Bilin có không rồi. Anh Thảo nó mượn bán lẻ rồi đợi em chút. Rồi Duyên Chương 27. Cái này mắc cái tem rồi. Bán đại với bà luôn giá 8 triệu nha. Một là lời, hai là lỗ nha. Nói chuyện phá quề lắm á. Cái Duyên nhảy nhảy sắn chân ở trong lòng sòn em nói nè. À ơi 35 triệu chỉnh đi được chị Vân Nguyễn ơi. Con ơi để mã sao người đi con. Hồi xưa có nốt ở trên. Mà hồi nhỏ đi xó cha ơi. Tôi đi xó hồi nhỏ. Hồi đó tôi biết cái vụ này nó mua đen như hồ Ngọc Hà đồ. Sexy này kia kia nọ. Đó. Con để mã sao cái những nam cho Thơ Trần 35. Coi chị Vân Nguyễn không chị cho chị Thơ Trần hay không. À, ni, em chỉnh sửa đi được Vân ơi. Rồi em cho tình yêu Đinh Thị Thanh Dung 8 triệu. Nhớ giùm tôi nha, đặt cọc 2 triệu, 5 triệu số tài khoản 2427 nha. Tan nít 3 35 à, 35 mà nãy chốt cho chị Nguyễn nha. Chị gì em quên rồi. À, chị gì em quên bạc. Không được chị 42 là giá hết giá rồi. 42 là giá cuối cùng của em. Rồi lắc tay giùm em nè mấy chị. Hộp 1 ly 92 ly, phong thủy mỏng nè. Đẹp luôn em nè. À, nè, em chốt mấy chị có 33 triệu thôi. À, cũng dễ thương luôn em ha, trọng lượng nó nhẹ hơn, nó cũng rất là đẹp. 33 30.3. Rồi nhẫn giùm em 1 ly 9. 9 triệu 9 em sell cho mấy chị còn 9 triệu à. 1 ly 9 2 ly nha à. Em thấy cái này dày lắm đó à. Để sao cho gái cái chị Vân Nguyễn không chuyển 5 triệu mình bán nha. Rồi Trang Chinh có xả ở kia đúng không. Rồi để lòng vòng nha gái. Ly 9 2 ly nè xả. Xả cái 44 triệu. Rồi lấy 44 triệu ra con cho cái chỉnh tề. Rồi 9 triệu cho tình yêu Kim Tiến giùm em 9 triệu à. Sòn đó mấy chị. Năm nay mấy chị cũng như mua. Mua cái lắc bạch kim mấy chị đeo thôi. Rồi em có con này đẹp xỉu luôn cho bà nè.
25 củ xe 17 nha. Rồi bữa nay em chốt đơn với chị luôn, giá này yêu thương đông đầy, chuẩn bị thọc tay lẹ nha, 15 củ. Son 15 nha. Son 15, được, Hồ Yến Quy chuyển triệu mốt cũng được, cảm ơn bà. Được, bà ơi, được, đừng chuyển 100.000 là được. Nguyên một cái nhẫn này, em nói năm nay nè, miếng ghép trên đây 10, ví dụ như là 8 ly đi. Cái giỏ này mấy chị mua 20 triệu 500 rồi. Miếng ghép trên đây ít nhất mấy chị mua 10 triệu nữa. Thì ít nhất là trên 30 triệu, đó, đẹp xịu. Chiếc trước cũng bằng chiếc này em ơi, nhưng mà chiếc trước này nặng vàng, chiếc này mỏng vàng. À, chiếc trước nặng vàng, chiếc này mỏng vàng. 15 triệu con chiếc một à. Rồi em chú tình yêu nào đây, 15. 15 bà Nhi Nhi nè, để coi có hai chiếc không. 11. Một chiếc một thôi, 15 triệu em hết rồi. Rồi chuyển cọc liền em á, năn nỉ nha. Rồi 15 bé hết. Cái vỏ bông này siêu to khổng lồ luôn em nè mấy chị. Trời ơi mấy chị, 31.500 sell 25 triệu bữa nay em sell nữa. Hột tắm xung quanh hộp emerald 2 ly rưỡi, tắm 2 ly 2, 2 ly 4. À, cái vỏ cực kỳ to và đẹp, em chốt đơn cho 24 triệu. Em bảo đảm với mấy chị luôn, nó tắm nó trắng tươi. Hai viên chủ trên đây em đang tặng hai viên chủ 4 ly rưỡi 5 ly. Nhưng mà nhận sòn nhận em được từ 3 ly 9 cho tới 6 ly 3 được. 24 triệu nhận xong cái vỏ này không đẹp không trắng không to bự em đệt. Rồi, ê cái nhẫn này xả hả con? 24 thì yêu Nguyễn Cương giùm em. Lát tao biết 24 em đâu có đâu, chị có lộn không? À, rồi em chốt đơn cho 24. Chạy cái nhẫn này con xả ổn như hả? Chị nào bỏ lỡ lời tiếp nha. 20 mấy triệu á, chứ đâu có giá này đâu. Em chốt cho mấy chị luôn giá 16 triệu 500 ngàn. Nhận giùm em 3 ly 6, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4. Bỏ lỡ ổn nhẫn nam cô Vân Nguyễn đi, chuyển cho con, chưa chuyển cho thơ Trần con ơi. Bên ông emerald luôn, vỏ nhẫn sòn. Tấm to, emerald to, 16 năm. Đẹp xẻ rỉ ơi, xẻ xỉu rẻ. Rồi La Vũ Ngọc Hân giùm em 16 triệu 500. Rồi đặt cọc giùm em bill 5 triệu nha. Hai món là 10 triệu mà món sao cho nó khác tiền giùm em. 4 triệu 9 cũng được mà 5 triệu mốc cũng ok. 24 triệu em hết rồi chị gái yêu ơi. Con để 24 triệu Nguyễn Dương nè. 24 triệu để Nguyễn Dương. Rồi, chị nào không lấy gì bảo em xả nghe, đừng có chốt tùm lum la em tội nghiệp em nha. Cái mặt là 18k, cái dây là 14k nha. À, lúc đó mít đó. Dây chờ chiều dài 4 tấc 2 giùm em nè. Dây với mặt luôn em là 15 triệu. Sòn nghe cái mặt không có chịu mua 18 rồi cả nhà. À, Lactanis 2 ly 4 còn này gái, bữa nay mới về. 2 ly 4. Bữa nay về trọng lượng nặng hơn nữa rồi chị ơi. À, con này cho em bán tới xăm mấy triệu sao chị bán chịu không nổi. À, rồi xả 3 triệu rưỡi giùm em tình yêu ha. Trần Ngân 35, rồi chốt đơn. Dây với mặt luôn em, nha 4 tắc 2 giùm em. Trời ơi mấy chị. Bao đẹp luôn á, bao đẹp. Đồ chưa đi mấy năm mấy chị. À, rồi 15 triệu. Wendy Lê bữa nay có chuyển 5 triệu không gái, chuyển thì chốt cho người khác nha. Dây là 14k, cái mặt là 15k, chỉ em 5 triệu cọc nha, xả đơn lỗ hay. Xả lỗ 50%. Rồi mày cảm ơn. À, có tiền nhiều đường hơn thì mày lấy hết. Không sợ mỏi tay, không sợ mỏi tay. Rồi cho mình 5 triệu đưa cục vàng ở đây công nghiệp đi. Rồi em có cái vỏ bông này nè, em bán vui cho mấy chị nè. Vỏ bông sòn tặng hai viên nhân tạo luôn. Em chốt cho mấy chị 9 triệu luôn em nha. Nhận giùm em từ 3 ly 6 tới 6 ly được luôn, 9 triệu, 2 tầng. 9 triệu giùm em, 15 triệu. 15 triệu chú chị yêu rồi đó. Rồi, cho em 9 triệu vỏ bông sòn tặng hai viên nhân tạo. Rồi, tiếp tục luôn em này em nè. Em mới về cái lắc tay này. Rồi, cảm ơn con nữa cũng được nha. Rồi xăm tay giùm em đi, có 15 tua mày lấy 15 lần. Rồi chúc đơn em số tài khoản 2427. Lát tennis bữa nay em dày dày lắm, đem lên chị nó sẽ nặng hơn của hôm qua đó nghe mấy chị. Hột tới 2 ly 3, 2 ly 4 luôn nè mấy chị. 44 củ. Trời ơi đẹp xỉu, em chốt cho 36. Bây giờ chốt cho mấy chị luôn 36, lòng luôn em ha. Bữa nay có nhiều cái nó về trọng lượng là nó hơi dày vậy chị. Rất là dày, thành cao và dày luôn, hột 2 ly 4. Nhưng mà nhìn vô nó giống như 2 ly 7, 3 ly vậy đó. À, rồi ni tay nó tới 54, 54 nha mấy chị. Dày luôn em nè. 81 củ á, con này thì hôm nay em bán với mấy chị 68 triệu. Vì nó dày lắm mấy chị, nhìn là trọng lượng nó cực kỳ là dày. Bên hông đế luôn em, không thấy cháu gì luôn nha. 2 ly 7 giùm em. 44 triệu sale còn 36. Tan nít ha. Trăm hả, của em nhỏ hay lớn á? Con tính cái lắc màu hàng hồ cho trăm 1599 đi con.
con cho 1599 cho bạn đi, rồi mẹ chịu đó. Rồi 36 cụ. Trời ơi, đẹp muốn chết luôn, ở đâu ra mấy chị mua được 36. Chúc like người ta nhé, hôm qua người ta đi. Đó, nè đó, đẹp xỉu như, rồi lụm luôn 35 nha mà. Lụm luôn cho mấy bà 35. Rồi em tính cho chị 8 maximum, tại mình không có lỗ công á cục gì. Mình không có lỗ công. Rồi đó, 68 chị giùm em này, cũng quay phim anh bán đi con. Giày mò luôn 68. Ni bự nha, chị nào ni nhỏ thì em tính cho 65. Đó, ni nhỏ, gửi hình qua đi chị, gửi hình, gửi hình. Buổi trưa em giải quyết hình được không? Ban đêm giải quyết không được. Mấy chị cần mua hình là ca trưa. 16.500 nhận 4.5 trở lên, nhận nhiêu nhận chị, đẹp lắm chị ơi. Nhận nhiêu nhận giùm em. Rồi đôi này em tặng cho này nha. Trời ơi, ở đâu ra mấy bà mua đôi này. À, đặt lại con này là trên 36 cũ giùm em, phân bự. Chủ đang tặng hai viên nhân tạo luôn. Em chốt cho mấy chị 23.500.000. 23.500. Lắc tay đó 35 chế. Cái này nhận tầm khoảng 3 ly 9, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4. Ờ dạ không được Nguyễn ơi. Em chốt bà đi 50-63 triệu, nhanh gọn lẹ để em mai mới không ấy. À, dạ 63 đó chứ Quyền Trăng yêu ơi. 23.500 mấy chị ơi. Trời ơi nè, đẹp lắm mấy chị. Bao đẹp luôn em nha. À, phông bự hết luôn cho tay em nè. Đẹp xuất sắc luôn hết cho tay. Cài áo thôi cái. Cài áo nhà mình không còn hàng. Chiếc chân lấy đi, chiếc chân. Rồi đồ bông này quá trời đẹp luôn nè. Dòng em đang đeo đi 50. Dòng đang đeo 50. Chế ai mua thương lụm em đi. Rồi nè, chuẩn bị lên này giùm em nha. À, 51 năm em sale cho mấy chị 15 còn 43.9. Sale tiếp tục 10% nữa. Cái vỏ nhẫn này em chốt 39 triệu giùm em. Bên hông 3 hàng nha. Đó, đẹp xỉu chưa. Bên hông 3 hàng, nhận giùm em 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. Dòng sắp 3 này đó, 23.500 Nguyễn Dương. Chủ em đang tặng nhân tạo, muốn thay sòn thì thay nha. À, 2, 3, 5. Chút xíu kia nó bớt lại, nó quỷ cái qua đơn, nó làm lại cho em, nó sẽ chỉnh giá. Chỉnh giá xuống đây chị ký thôi. À, chị nhớ giá xuống đây chị ký được mà. 42 cũ á. Dòng 63 triệu ha. Dòng nào vậy ta? Nó nghe nè, Trang Trinh bây giờ xả cái 35 con ơi. Lấy lại cái 44. Lấy lại nè, không 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 xả nè, lấy lại 44. Rồi chúc đời em nhận mấy chị. 515 sale 15 còn 439. Sale thêm tiếp tục nữa mấy chị còn 39 triệu. Bên hông để ý nha. Ba hàng MR mà bình thường á. À, em trả tiền rồi. À, chị rồi để nữa nó bớt lại em phải đưa hóa đơn lại mới thay được. À, em muốn bớt thì em phải đưa hóa đơn lên rồi tụi chị mới thay bớt lại cho em được nha. Sao rồi, chị không hỏi luôn giờ xong rồi ra hóa đơn gọi mới hỏi. Em gái 39 triệu. Nào khi nào chưa ra hóa đơn nha. À, chưa có về nha, con này về luôn rồi. Cộng mấy em chịu đẩy giá đó đi nữa, sau này bán giá đó cộng được rồi, cho nó nhanh. Tại vì nó mua rẻ, cũng bán mắc, ta cỏ mắc công lên số. Bây giờ em mua 165 nó bán 165, 1599 mắc 1599, chịu qua đơn mà. Cho nó dễ. Không có chuyện đi chuyện lại, nếu em muốn cái gì là em phải lên đây đưa qua đơn cho chị thì mới làm đây được. Rồi em chốt cái nhẫn màu vàng hồng trái tim nè. Ni số 10, số 11, nhỏ nó hỏi gài tôi không nổi, hơi bị đòn. Rồi em hết rồi. 39 em chốt chai rồi con. Huyền Lê hả? Huyền Lê, Thảo Lê nè. Ủa em Nguyễn Liễu chứ. Mã sao con Nguyễn Liễu, bạn kêu chuyển 5 triệu là chốt cho chị Nguyễn Liễu 39 nè. Nhẫn đi số 10, số 11. Giải quyết cho mình bóc. Một là phải gửi hóa đơn lên đây, chỉnh sửa xong là mới bớt tiền. Còn không là em không gửi hóa đơn lên được là tụi chị không bớt tiền được. Rồi nó đang nó có hai vấn đề đơn giản đó Trâm. Nếu bây giờ muốn bớt gam 50 là phải gửi hóa đơn lên đây, tụi chị chỉnh sửa lại bớt gam 50. Còn không cứ giữ cái đó, sau này bán theo hóa đơn mà. À, còn em muốn bớt là em phải đem đồ lên đây, em phải đem hóa đơn lên. Em chốt chiếc nhẫn sòn với chị luôn, giá quá rẻ nha, 30 triệu mà em sale 25%. 30 sale 25%, chốt cho 22.500. Nhẫn nam cô Vân Nguyễn chuyển chưa con ơi? Chưa chuyển con mắm giùm em. Ồ, tại em thay hóa đơn mà. Em mua chị 1650 nha, tới lúc sau này em bán và đổi em được cộng gam 50, em bán được tới 1.7 triệu lần đó nha. Chứ không phải là em mua gì đâu, nhà chị chơi là chơi đẹp luôn không? Thị trường này không ai dám gì đâu. 22.500 em chốt chai nè. Cũng vậy nha, đâu có mất em đi đâu đâu đúng không? À, tại mình phải giữ hóa đơn, không giữ hóa đơn là không được cộng 50 nha mấy chị.
Rồi em có đôi bông vuông nè, đôi bông ngôi sao nè, đẹp quá trời, phơm lớn với chị 34 triệu 100 nghìn. Rồi em chốt đôi này cho mấy chị luôn, giá yêu thương đông đầy 29 triệu. Nhận giùm em từ 4.5 ly, 5.4, 6.3 ly. Em bán chỉ có 29 triệu thôi, quá đẹp cho một cuộc tình. Xả cái lắc duyên chương 27, 22 triệu 500 là gì à, bạn? Không để sao cho bạn kia cái đi con hầu cô nè. Mấy chị thì mắc giấy dẫn đổi bình thường nhưng mà không được cộng giam 50 thôi. Tại vì ai cũng nói của Vinh hết, Vinh đâu chịu được, phải có chứng tự, phải có hóa đơn của Vinh. Như đồ lại dẫn đổi, như đồ nhà đồ trơn 15, nha, đồ hột thì 25. Còn đồ nhà của Vinh thì hột trơn thì vẫn là 15. Nhưng có hóa đơn của Vinh thì Vinh mới cộng, còn ví dụ của Vinh không có hóa đơn cũng không cộng. Rồi chị Vân Nguyễn xã 35 mà đó con, phải không? Con vô tình yêu thơ trần đi cái. Bông alo ngay có cái xinh đẹp. Trời ơi, 29 triệu nhận 4.5 tới 7.2 ly. Phơm bự luôn giùm em, phơm bự. 22 triệu 500 là full luôn, coi chị nào đi vừa bán chị đó nha con. Chị nào đi vừa bán chị đó. Rồi em chốt cho 29 triệu luôn giùm em. Vinh chưa chút được đâu, mua hình giờ 12 giờ trưa mấy chị ơi. Tối em không có thời gian. Mấy chị cần cho giá hình là chỉ có 12 giờ trưa thôi. Nhưng sẽ đừng nói giá like với này kia. Tại vì nhầm bữa em vẫn bán dây 1750 mà. Có nghĩa là tùy mẫu, tùy giá và đồ cũ và đồ mới. Mà đồ cũ nó còn có hai chương trình nữa. Khách mới đổi lỗ có 10 nha. Khách mới đổi lỗ có 10, khách ta đeo lâu ta lỗ 15. Có khách bán lỗ tới 25 lần. Tùy kèo mỗi ngày cho nên không phải là cái nào cũng lại xảy giá đó đâu. Thành ra lúc em like lúc 12 giờ trưa mấy chị cần mua hình đó, em đẩy giá vô, em nhìn mã, em nhìn mẫu, được thì lên luôn, còn không được thì thôi, em sao. Đồ lạ là 15 là đồ trơn à, đổi lỗ 15 là đồ hộp. Đồ lạ mà mấy chị bán đồ trơn là 25, đồ lạ 30. Em có dây giọt này giùm em. Rồi nhẫn nam 35 triệu mắng vốn 12 giờ trưa đi mấy chị, giờ này không còn nhân viên mắng vốn. Mắng vốn là cứ 12 giờ trưa gặp cái bông em. Là nhẫn nam chúc cho cô kia đi con. Rồi 14.300.000 giùm em nè, vừa bán vừa yêu nè. Vừa yêu vừa bán em chốt cho 11.500. 11.500.000 giùm em nha, si trắng được luôn, vừa dây, vừa mặt luôn nha. 115. Cái mặt này cực kỳ hột tắm nhiều nha, xung quanh luôn giùm em này. Linh hột em chưa có hột đây chị ơi, nữa cho nó mua sao nha chị nha. 6 ly không có, em còn 5 ly 4 à, còn mấy chị lấy 6 ly 3, 6 ly 3 thì 2-3 ngày nữa mới có. 14.3 em chốt cho mấy chị 11.5, si trắng em tặng luôn. Trắng tặng, ồ cái giỏ này rẻ, bán vui vẻ 10 triệu nè. Con này giá ban đầu là 15 triệu. 15 triệu giùm em. Xả Nhi Nhi 15 đi con ơi, kèo ngon quá, dành lộn nè xả nè. Em xả gần gần đi em. Ví dụ chẳng hạn như mình vừa suy nghĩ tầm khoảng 3 nút nhạc cho nó, mình không lấy mình xả liền để cho người khác người ta mua nha. Thông cảm giùm chị. Xả lại 3 tuột nút tầm 75 triệu đó chứ yêu. Rồi em chú tình yêu Nano Oni. Tại vì mình chốt xong rồi mình để lâu quá cái người kia người ta đi ngủ mất tiêu. Buổi trưa thì mấy chị đi nấu cơm, buổi tối mấy chị đi ngủ rồi. 10 triệu em hết, nhận từ 5 ly 4 trở lên đi. 5 ly 4 trở lên. Trời ơi, cái này người ta nói rẻ không thể nào tưởng tượng luôn em nha mấy chị. Tắm xung quanh cũng tắm 2 ly rưỡi, 2 ly 6. Em chốt chiếc nhẫn bông mai này chị, mấy chị 27 triệu. Nhận từ 5 ly 4 trở lên nha thôi Trần ơi. Lấy nhẫn 15 của chị nãy ra, lấy ra đây con bên hông nè mấy chị. Vừa đế, vừa đai, vừa bên hông to. Vàng rất là dày nha mấy chị. Chủ em đang tặng viên nhân tạo 27 triệu. Tụt nước 26 triệu mà em hết rồi mấy chị. Tụt nước 26 mà em hết rồi. 27 triệu đẹp quá trời luôn mấy chị. Niêm đang đeo đi xuống 12. Nhưng mà nói nôm na, cái này bên hông của nó sao con? Chị Ni hả? Không vô hả? Rồi phải mang chút cho Lan Chi chứ. Rồi 27 triệu Lan Chi nè. Nguyễn Nguyễn con để người sao đi con. Nãy có dự bị 22 năm đó. Tôi biết băng hay đâu ý nữa, tôi có dự bị một người Neona vậy nè, ở nước ngoài, ở Việt Nam nè, hôm qua kia có chốt nè, có đặt cọc chưa con? Neona vậy nè, thấy tin nhắn không? Thấy 10 triệu chưa? Rồi xả 6 triệu tình yêu Thảo nè, rồi hello anh, nào đây đưa đồ đây cơ. 10 triệu nhận em từ 4 ly rưỡi trở lên. 27 triệu dính hết rồi. Nhận từ 4 ly rưỡi trở lên. Neona tin nhắn bà, tự inbox giùm em, còn không chốt lại cho người khác 10 triệu nha. Còn không làm chốt lại cho Lily Nguyễn nha. Chị Ni Ni ơi, em về em chốt lại cho Lily Nguyễn nha. Tin nhắn chị về em đẩy 3-4 lần cũng vô. Rồi, họ nó không có duyên của mình rồi, chốt cho người khác. Thông cảm giùm em, trời ơi đôi này mấy chị ơi. Đặt lại trên 33.500. Đặt lại trên 33.500, em sell cho 20. Không cần tốn chủ gì hết.
mà nó cực kỳ, cái bông của nó cực kỳ lớn nha, nó hết luôn tới tay của em luôn. Con chụp hình nhẫn nam á con gửi gì ta tào lao cho con nghe thôi chằng kìa. Chị Văn Nguyễn chị có lấy không? Chị Văn Nguyễn chỉnh tiền rồi. Ủa ta đâu có xả đâu em, ta chỉnh tiền rồi mà. Trời thôi sao tự nhiên nói người ta xả em không đúng. Con bấm xả chị Thơ Nguyễn đi, người ta chỉnh tiền rồi gái ơi. Cục vàng ơi, 20 giùm em này. Đó, đẹp xuất sắc giùm em chưa, mấy chị lòng trong mà nhìn luôn lòng trong. Chị Văn Nguyễn chị đâu có nói xả gì đâu, chị chuyển tiền luôn rồi em. Con bấm xả cổ đi con. Chốt cho 20 đích dặn nha, muốn làm đẩy em đó. Nhẫn 10 triệu dinh hết rồi cục vàng. Trời ơi đâu ra nguyên đâu này. Ta chuyển tiền luôn rồi gái ơi, ta chuyển tiền rồi, chị chuyển tiền luôn rồi. Chị chuyển tiền ơi. Bây giờ cưng thấy báo nhưng mà tin nhắn không có không? Tin nhắn không có, chị không có đẩy vô là chị không đúng đó. Chị Thơ đó, chị đền chị được á. Chiếc này tự vô inbox rồi cọc. Chết rồi, tao lỡ chốt nhai rồi. Chốt mẹ chốt chị Lily. Chị bấm sai chị Lily đó, chị Lily thông thầm cảm giùm tao đi. Nè mày đền cái này là chị Lily 10 triệu đi. Tự giờ không hỏi chứ mới lo hỏi gì hoài nè. Mới vô. Nè nè, tao xả lỗ này 10 triệu nè, mày đưa cho chị lại cái này đi, chị Lily nè. Mày bấm xả đi, tao thả tao tặng lỗ cho ơi, chết cái chuyện này rồi. Kêu hoài không chịu nghe là hỏi hoài bị đòn nè. Rồi có đâu rồi đền những 10 triệu đấy. Có đi đền không? Bây giờ không có thiệt rồi đấy ơi. Ờ rồi sao? Trả tiền đó. Tao chưa hiểu vụ gì luôn. Đền không được. Đền không được ấy. Chết tao quá. Nè này nè tao đền nha. Nè đền cho bạn nè. Nó còn không chịu hồi là bấm xả nghe thông cảm đi. Mà chị tự nhiên nhanh quá rồi lấy cái đó nè. Chị kia lỡ vô rồi hỏi chị chịu lấy không đâu đó, 15 triệu đền cho 10 triệu đó. 20 là vô chai chưa, còn không được là bấm xả chị nghe thông cảm nha. 6 triệu xả hả? 22 triệu 500 cô sao xả luôn hả con? Hồ cô đẹp lắm nha. Chị không lo chuyện, chị không chưa vô trong tin nhắn gì chờ người ta nhắn đẩy không vô, vừa đẩy người kia rồi bán cái nhẫn này lỗ 5 triệu. Còn hỏi chị đó giờ đền cho đó không được là xả. Gọi 22 triệu 500 giùm em nè Hồ cô, Hồ cô. Đã có để ngôi sao mà con? 15 triệu xả hay gì con? Gái. Gái ơi, 15 triệu mà xả hả? Xả của chị nãy. Trời ơi, 15 triệu này gái xinh đẹp. Đẹp rẻ luôn đó mấy bà. Đẹp rẻ luôn nha. Ở đâu ra miếng ghét này luôn giùm em. Thanh Thảo Nguyễn nha em, 20 lá gì anh ấy? 20 lá gì em? Còn cái vỏ này giùm em nè. 15 triệu tình yêu kim phượng giùm em, nguyên nhẫn ghép không cần tôn chủ nữa. Rồi 15 chút đơn. Em hết nè. Em hết nha. Cái đôi bông tai bự tao nói to đùng luôn mà tao 48 triệu sao chưa chốt được luôn em nha mấy chị. Đặng hai viên nhân tạo nè. 48 triệu chưa chốt được luôn giùm em. Rồi mấy Vinh chốt đơn. Bông 20 là bông gì vậy con? Ê ní ơi, bông 20 bông gì vậy tôi quên rồi ní. À nó bông 4 cánh tôi nhớ rồi. Sao nó quên chốt 20. Chốt đơn em đâu này em nghe chuẩn bị nha. Giá giật mình té xỉu bên bờ đê nè. 29 triệu đâu này giùm em nha. To đùng luôn em, nó rẻ như một đôi bông bạch kim hộp giả nha mấy chị. Nè để ý nè, tấm chung xung quanh của nó là tấm to không. Hộp em rồi cũng ok, dài dặn luôn em. Nhận giùm em từ hộp 4 ly 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. Rồi như hộp cô xả luôn con ơi. Rồi chiếc nhẫn em bán 20, chị nào lên mua không em lụm luôn cho 20. Chơi là chơi cho quên cả lối về. Dạ em khéo lô chị Hà Mỹ. Rồi đi giùm em đi số 10, số 11, xả lỗ nghe, banh sát nhà lòng. Gần 40% con nhẫn này full night, full em rồi xì trắng được luôn. Chỉ có là không chỉnh đi được thôi. Rồi em chúc tình yêu thiên sứ bóng đêm. Có dòng đang đeo 42 triệu cho tình yêu Bích Ngọc. Giá đang 48 đó Bích Ngọc ơi, bữa nay bán á. 20 em hết rồi cục gì? 20 em hết rồi. 29 thiên sứ bóng đêm nè. Con chụp tình yêu Bích Ngọc 42 củ nè, bán nè. Mai đi ăn chơi tiệm mở cửa bình thường 3 ngày nha. Nhưng mà em đi chơi 3 ngày em về đợi em. 20 tôi hết rồi, 29 hết luôn. Nguyễn Cương có xã 24 không? Chị thêm xíu bóng đêm lấy rồi. 24 cũng đẹp bạn ơi. Nhiều khi cái duyên của mình. 11 triệu nè. Chơi đẹp xe mấy bà luôn, giá 8 triệu. Dày với mặt luôn em 8 triệu.
đẹp rẻ luôn em nha, mã số 8 chị. Em 9 triệu. Ba ly 6 em hết rồi chị gái ơi. 29, nhận em đang đeo đi số 10, số 11. 8 triệu em cho tình yêu kim ngân ngô. Kim ngân ngô mà em 8 triệu nha. Em bán giá trên like cho nó chị là giá ngổn ngang đó. Rồi em cho tình yêu kim ngân ngô 8 triệu. Bông 40, dạ bông đó chị, máy còn 20, có 29 hả chị ơi. Rồi chốt cho 20 nha. Thanh đinh xả dây 8 triệu con ơi. Thanh dung lột đồn thanh đinh. Rồi mã xả. Rồi chủ son 36 vỏ hộp giùm em luôn đó chị, 15 triệu. Vỏ với hộp luôn em 15 triệu nha. À, nguyên cái mặt halo đơn giản dễ thương. 20 hồi nãy em chốt chai rồi. Rồi nhẫn em chốt 19 triệu 999 thì Nguyễn Phượng Hồng 1999. Rồi chốt đơn sòn 15 triệu là cái mặt này em luôn chủ sòn. Luôn chủ sòn 3 ly 6 quá rẻ 15 triệu. Rồi tình yêu duyên trường à, dòng dòng hôm qua em hết rồi gái ơi, không còn. Mã 15. Cái này bán xả 6 triệu nè mấy chị. CD Cà Vinh sòn đích đẩy giùm em nha. Mã số 6 triệu. Muốn có đâu chứ không có giành được á. Bỏ uổng quá trời. Rồi bông này siêu to khổng lồ luôn em nè mấy chị. 15 triệu ai lấy nè. 54, dạ được chị, 54 được, 63 được. Cái chị nhận 54 đi. Rồi 6 triệu là bông CD. To đùng luôn em nha, 32 triệu 500. Em chốt được bông này với chị luôn, 28 triệu 500 ngàn dùm em. 6 triệu tiền mượn dùm em cho em mượn ha. Cái mới nhấp cái này, cái móng tay cái này. Rồi 6 triệu tình yêu miễn tiền. Dạ bữa nay là giấc. Đang nói chuyện mạng bấm không vô chứ. Cái gì cũng được mày ơi. Cái gì cũng được, cái gì cũng được. 6 triệu Vinh hết rồi, Bùi Kiều Phương ơi. Một chút thì để 3 bốn cái tem vô đây, người ta biết bơm lần 3 bốn tem. Mất cỡ quá tiệm vàng nhiều, để một cả một nùi tem đây. Giữ hàng ở đây đấy. Giữ ra con. Ở đâu ra mấy bà mua nè. Có em đền cho mấy bà 28 triệu 500 ngàn. Thanh Nguyễn nè. À, yêu thương đông đầy nè, à, 15 cơ, 15 người ta. 28 triệu 500. Giá này là em bao với bà là ngon, tao nói ngon không thể nào tưởng tượng. Mình xem những đinh. Những đinh full sòn như không có. 28 triệu 500 không để thì mai tính thương mã sao có đi con. Rồi chị nào chuyển nhanh cho đó có đơn lại lại em đi lại lại 5 triệu 5 triệu đi. Chị gái. Rồi em có cái những bông này duy nhất luôn em. Dây bông. Em bán vui bán tặng mấy bà nha. Sòn nha. À, bí Vinh chốt đơn mấy bà luôn nhé, yêu thương đông đầy. Để sao dự bị anh Bình, An Bình 28 năm đi con. Chị Thanh không chuyển với chị Kim, không chuyển là lụm anh An Bình. Rồi. À, em chốt cho mấy chị luôn em 3 triệu, dây với mặt luôn em 3 triệu nha. Đẹp quá trời luôn, bông quen sòn hôm nay chưa có về. Đen sòn chưa có về. Em có bữa nay một chiếc phông bự hơn bữa hổm nha. À, tấm lớn hơn giùm em luôn, tấm 2 ly, ly mấy luôn em. 38 triệu 500 ngàn. Giá đẹp luôn, rồi em chơi đẹp, em chốt cho mấy chị luôn, giá sững sờ luôn nha. À, to hơn bữa hổm với mấy chị. À, 26 em kêu lại hết chặt bà banh rồi đó. Em chốt cho mấy chị 36 triệu. 3 triệu là chốt chai đây, Thiên Nhi nè. Một chiếc duy nhất 38 triệu 500 là giá đã sale. Mấy chị chỉnh đi rồi được hết luôn. Mà em nhận em từ 5 ly 4 trở lên không nhận nhỏ nha. Chứ hôm qua rồi nọ kia đó mấy chị mới bao nhận 4 ly rưỡi nha. Cái này nhận từ 5 ly 4 tới 8 ly 9 ly được luôn giùm em con này. 36 triệu à, em để sao cho một người. Rồi Phương Hoài 36. Trời ơi mấy chị ở đâu ra mấy chị mua đồ đẹp. Mà giá này mấy chị. Nhận giùm em từ 5 ly 4 trở lên nha. Vậy để chị trước chị ơi, chị Nguyễn Thanh chị ơi. Xã 285 chị ơi, Nguyễn Thanh trước mình. Rồi 285 con gái gì đi không ấy thì chốt với chị kia. 3 triệu sao con 8 triệu xã hả? Rồi tình yêu Phương Hoài, 3 triệu ai lấy rồi. Chị đâu đó đẹp chị, đâu đó em bao đẹp. Phương Hoài 36, 3 triệu Vinh hết. Lắc tay 363 em chốt với chị 27 triệu, lụm luôn 26. Lụm luôn 26, lụm luôn 26. À, trời ơi,
mấy chị đeo vô nhìn nó như vòng đúng không, nhưng mà thật sự nó là lắc, nhìn nó như cái vòng 4-5 hột luôn nè, bên hông nè, bên trên luôn em nè. À, sao chốt hoài không được, tụi chị giờ bà chốt gì vậy, tôi có thấy bà cờ đâu, thấy bà được con lằn một số 9 hay gì đó. À, phi phú gì mẹ, ờ đợi em chút, ờ từ từ chạy xe đợi bà 5 phút nha, 5 phút 10 phút từ từ. À, rồi phi phú Nhi Nguyễn nè, rồi ok la, trời ơi mấy chị đẹp, ta nói đẹp đẹp xỉu xỉu đau luôn đó mấy chị. 63 triệu sale 15%, em chốt đơn cho 54 và em nói thật sự cái nhẫn này khách đã chốt rồi. Rồi mấy chị bơm ra đây nè. À, rồi Long Thúy 26 luôn nè con, ở bên bán lẻ nó còn cái đó. Rồi bây giờ chơi chốt đẹp cho mấy chị luôn, vừa bán vừa yêu cho mấy chị luôn. 53 triệu con này ở bên hông 6 hàng hộp nha, ở trên 4 tầng emerald 2 ly rưỡi, tắm cũng trắng tươi trắng nhách luôn em, tắm 2 ly đẹp rẻ. À, rồi Trinh Phan tí đổ luôn 26 nữa, mà sao đi con. À, rồi à. Có gì Duyên ơi, Duyên ơi, cái mẫu 26 hình như trên lầu em đang làm tem cái gì. Dạ. Cái mẫu 26 lấy xuống nghe chị luôn. Dạ. 53 triệu mua đâu có em đền nha. À, nhìn bên hông cái bảng nè, đâu cái bảng nè chị coi. Trời ơi chiếc nhẫn này đẹp giả mang. Nếu mấy chị nói thật sự nha, mấy chị mua đồ sale thôi, đồ đeo rồi đó, trừ phần trăm rồi vẫn trên 68 triệu. Cái này mấy chị không bao giờ mua dưới giá 70-80 triệu hết, thì bên hông nè, đây nè, cực kỳ dày và cực kỳ nét luôn nè. Trời ơi, à, ở đâu ra mấy chị mà mua giá này. Thiệt luôn á, nhận tầm 5 ly tư thôi là cũng đẹp nữa. 5, 4, 6, 3, 7, 2 dùm em, trắng tươi và đẹp to đùng. Em đang ngón trỏ luôn nha. Ngón trỏ luôn mấy chị thấy nó còn to không? Trời ơi, chỉ giỏ nhẫn này 53 mà trắng đẹp gì mấy chị hờ hững sao mấy chị? Sao mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị sao? Chết tôi rồi. Cái này em bán dở với mặt luôn cho mấy chị luôn, 15 triệu. 15 dùm em, dở mặt 15. Dạ không không chị. Đồ có luôn, chủ đổi luôn, người bán lỗ 15 trong tháng hay qua tháng thì vẫn là chương trình đó, nó không có chương trình là 3 hay 5 gì nữa hết mấy chị. Thông cảm dùm em nha. À, rồi chị Lâm Thúy nè. 28 năm ở đâu đó sao chị, Mỹ Thanh Nguyễn chuyển cho con, cho chuyển chút cho an bình. Dạ em không có chương trình 300 đó chị, 300 cầm đồ á. Đây rồi chút đơn em 15 triệu. Em có còn nước ép đó cưng, là 12.800.000 nước ép. À, 20 em sale cho 15. Cái nhẫn 20 triệu nãy tôi xả lỗ đó Nguyễn Phương Hồng, bà đeo dừa tôi biết đi tay bà. 20 em sale cho 15%, dây với mặt luôn em, 15. À, bông khoen á, không gài chị đang hết hàng bông khoen có đôi này mới về. 3 triệu em qua rồi nữa. À, lưu ý giùm em một cái trang này chút đơn, một số tài khoản này, một số điện thoại có gì ấy thì số cho em. Bà hỏi bà hát lộn nhiều hả? Vậy hả? Tôi nghe 300 bà ơi, tôi đọc ở lộn. Tôi tưởng bắt đầu 300. À. Cái đó chị em có luôn chủ chị ơi, 32.500.000 nè. Em chúc yêu thương mấy chị đâu này luôn, 26.500. 26.500. Nè con lụm của Tâm Lê này 14 nè. À, cái dài dòng 42 là em sale gọi là sale muốn rụng rụng nách rồi đó. 14. 32 cũ chốt cho 26.500.000. Đẹp xỉu luôn em. Full sòn Hồng ơi. Nguyễn Phương Hồng mới không chỉnh đi được full sòn mà. Kiểu trời ơi hộp emerald không mắc tiền muốn chết gái ơi. À, 32.500.000 nè. Đó, đẹp xuất sắc. 26 này chị chốt dư nhiều quá tiền tóc Phạm ơi. À, chị sợ nó không đủ đưa. Ủa dòng đinh không còn đang chiếc nữa hả? Trời Phật ơi, tao tưởng còn bị ế, tao bán 19 rồi bây giờ mày còn đây nữa. Là mày cũng ế tới 2 luôn á hả? Trời ơi. Bán 14. À, đi đồ trong tháng lỗ 10, quan tháng 15, chủ với hộp luôn là 10, 15 là cái nào cũng vậy. Em chốt cho 19 triệu này giá phủ phàng luôn em nè. Nhẫn 20 triệu Nguyễn Phương Hồng có lấy không? Lấy cho chú tình yêu á. Nhẫn em chốt có 53 triệu mà chứ Mai Thanh Hưng ơi. Trời ơi, đẹp không chó chị ơi. 63, tem bơm 54, bị bơm em bán cho 53. Đau lòng, tao nói tét cái nách em, quanh phan 19. Bữa nay là em bán gọi là bán mà lấy tiền mấy chị cho hết nữa, chứ không có cho mấy chị giữ một cái tiền gì chứ. Không nói rồi, không cho mấy chị giữ một cái gì luôn. Đây 16 triệu nè. Tắm ơi mày mặc mấy cái áo mắc tiền không có lấy lau đồ gì được cho mỗi ngân giấy ơi. À, 53 chứ. Đẹp thấy ghê luôn đó mấy chị nè.
ở đâu ra bán giá này 16 triệu em sale 30% này. Ăn qua, ủa hôm nay chị hả, mới thấy này trời. À, đồ trong tháng chỉnh đi có tính phí không à? Gửi gì đi em tặng cho em khỏi tính phí nghe ơi. À, tắm 1 ly 8 à, 16 triệu sale cho 30%. Em chốt cái vỏ bông đó chị luôn 11 triệu giùm em, chị nào qua là uống nha. Em đổi khách cái này có 10 thôi, không biết lý do gì em đổi có 10 rồi. Nó không có chủ mà em đổi có 10 thôi. Nè đó, em chốt đơn cho 16 mà em sale cho 30 luôn em. Dòng đơn sòn em hết rồi, để em đặt lại em đền cho chứ giờ em không có, em không có cách nào luôn á. A Di Băng đang bị lỗi rồi, từ không sao, tại nó đang đổi chương trình kia đó rồi. 11 triệu tiếng HMT. Trời ơi, nhẫn 53 đẹp quá, em lụm luôn 52 nha. Em buồn quá, em bán gì mà mấy chị không thương em buồn. Chiếc nhẫn này mới là 23 năm không phải đồ sale đâu. Em chốt cho mấy chị luôn 14 triệu 500. Dòng Đinh Nguyễn Phương Hồng về chưa? Ủa mấy mọt cái gì? Sao chị nhớ dòng Đinh Nguyễn Phương Hồng về rồi mà tại sao giờ đây bạn hỏi đây? No no, nhưng mà hai chiếc đặt tới hai bên mà, hai chiếc cùng có một đoàn mà. À, vậy là của chị Nguyễn Phương Hồng là bên cái hãng giày đúng không? Đúng rồi chị nói nghe nè. Tôi nói nghe nè, Nguyễn Phương Hồng về rồi mà tôi hơi khó bà ơi. Cái đầu đinh nó không có được theo cái chiều dòng. Mà thằng ma đó nó về cái xưởng nó về hơi bị dảnh lên trên, như bà kiểu bà giống như mà mình đánh lộn là có đó đâm đuôi mắt ta luôn. Tôi không chịu. Ví dụ bà không trong nghề bà nhìn mà không thấy, nhưng mà tôi trong nghề tôi không chịu, tôi bắt làm lại. Hơi khó. Bà gán bà đợi tôi bà hối dòng lẹ đi. 11 triệu tiếng HMT là gì? Hơi khó, cỏ này hơi khó, về rồi si xong luôn rồi. Mà nó có một chút xíu vậy nè. Thằng đó cái nóng bụng của này sao chị Vinh làm như cà chớn hay sao khó. Có chút xíu thôi mà tôi không chịu. Tôi không chịu, tôi bắt làm lại cho nó sợ cái gì cái gái. Để đừng chị gì con. Không nên. Rồi à, không đừng chị gì. À, chị ngón tay là không lịch sự đó, 14 triệu 500 cái nó ma cà rồng nó không nổi ơi. Ờ ma cương thi đó. Trời ơi, tào lao á. Nè nè, máu bầm nó có bầm đi. Nè, hút mấy cái bánh gọt nè. 14 triệu 500 dùm em. Tự nhiên nó đầu hút máu má nó. Rồi dây với mặt dùm em full sòn luôn, 11 cục. Cái này là full luôn nghe quý vị. Sòn luôn dùm em cái này, đưa cái này. 14 triệu 500 là ai lấy thôi. Ê cái này chút xíu sửa lên lại cho người ta nghe mà móc ngược rồi nghe. 11 triệu full sòn. Rồi em chú tình yêu kiều ốc cho khác mã kia 10 triệu 900. Thả tim đi tôi chỉ cho làm nè ông nội ơi. Em thọt lộn lỗ ông nội ơi. 10 triệu 900 ngàn dùm em, thọt lộn lỗ. Em hết rồi, chốt cho bạn nào rồi. Tiền HMT xả 11 nha, bạn không kịp rồi. 16 triệu 200 xe 11 đôi bông em xả lỗ còn kìa. Si trắng miễn phí cưng, si trắng miễn phí. Si trắng là miễn phí. Em có những nữ hoàng 2 tầng nè mấy chị, 34 triệu 500 2 tầng luôn nha, em chốt cho 28 triệu thôi. Mấy chị ơi, nè nhìn nè. Đẹp xỉu luôn, em bán có đầu 2 thì nhìn đây bên hông nè. Trời ơi, nhà mấy chị thấy không, nó nét như Sony chưa. À, luôn tầng chủ là 3 tầng, phân bự luôn em, nhận 4 đi rồi trở lên là đẹp rồi. 52 củ chứ nhẫn đang đeo luôn nha mấy bà. Tôi buồn á, tôi bán giá thất tình. Mặc halo, có mặt này được không gái? Em chốt mặt này cho mấy chị luôn 14 triệu 500 đeo dây xỏ luồn qua luôn em. Cực kỳ đẹp không cần tốn chủ. Ghép emerald luôn em nha, 14 triệu 500 11 triệu vô tụi em từ 3 ly 6 tới 6 ly được mà. Trời lụm 37 hoài bà ơi, ai bán cái đó được. Không nội, lụm đó anh chồng tôi quýnh tôi. Để nè cho mẹ đi. Quýnh tôi mà Jim Sono luôn á. Jim Sono luôn á. 14 triệu 500 bà ơi, trấn hỉ nè. 48 triệu mà đã sale 42 rồi mà còn sale 37 hoài. Không có được ba ơi, tội nghiệp tôi. 28 triệu chiếc nhẫn này. 11 tiếng HMT xã con chốt với tình yêu Hằng Nguyễn đi con. 11. À, đẹp rẻ em chứ. Thôi con cứ làm như mẹ nói thôi. 28 triệu. Xuất sắc chưa? Ô mê lý luôn em 28. Rồi lụm luôn 27 nha. Chơi với bà luôn đó. Bông chơi lỗ tai 25 triệu luôn nha, chơi luôn nha.
25 mông đổ tay. Chủ sòn là 4 ly 2. Chị nào bỏ lỡ là tiếc nha. 55 triệu. Bình thường chỉ có chương trình là 10 thôi, không có chương trình 15 nha, đổi đồ. Cái này em sale giả hột luôn cho 20%, 55 sale 20. Em chốt mấy chị luôn nha. Ai bỏ lỡ tiếc tấm trắng tươi luôn em. Trời ơi, nguyên đồ bông này 55 em sale còn 44. Em bán sale cho mấy chị mười mấy triệu. Chủ sòn 41, 42, đảo lô 10, bán lỗ 15. Một cánh bông, hai cánh bông, ba cánh bông, bốn cánh bông, năm cánh bông. Nhìn luôn lòng trong nha, đít bông cực kỳ to, vàng cực kỳ dày, không thấy miếng cháu nào hết. Chủ sòn 41, 42 luôn, mà nhìn vô. Mấy chị nghĩ đi, ở đây, nhìn ra bông này nhìn như 70 triệu vậy. 55 sale còn 44, sale luôn cho 20%. Dòng đinh ơi chị, 54 chị Nguyễn Quanh ơi, 54. À, rồi chủ sòn luôn em nha, 44 triệu, hộp 42. Trời ơi, cái vỏ đẹp mà mua tới 55 triệu lận đó mấy chị. 55, trời đẹp nè, trời ơi. Ồ, vẫn còn đấy, vì hơi nhiều tiền mấy chị phải suy nghĩ đúng không? À, này, xuân sòn luôn em, chỉ có đầu hai thôi mà dày luôn. Em dạch cái lòng trong cho mấy chị coi nè, đít bông. À, dạch luôn lòng trong mấy chị coi đít bông. Đẹp xỉu. À, nhận 5 ly 4 trở lên là đẹp Út ơi. Lụm 52 triệu đi Út, giá ngon thế mồ Út ơi. Cái gì đâu suy nghĩ. Bông đang đây có 25 triệu thôi mấy chị ơi. Có gì đâu suy nghĩ mấy chị ơi, 25. Đẹp quá trời, có chiếc nhẫn này nè. Chiếc vuông này cũng đẹp luôn, giá đẹp xỉu bên hông. Ba hàng một bên tầng luôn mà em nha. Con này mấy chị 52 triệu giá ban đầu. Sale 39 năm rồi, hôm nay sale tiếp tục cho mấy chị 38 triệu luôn dùm em. Chị nào bỏ lỡ uổng. Em chuyển rồi đó chị. Ờ, chừng nào đi đơn mới kiểm tra tiền được nha. Đặt cọc 2 triệu, 5 triệu số tài khoản trên đầu em nè. Nhận dùm em tầm 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2 được luôn. Ở đâu ra 38 củ. Ôi, bàng hoàng luôn đó. Giá em nói ngất xỉu, xỉu úp, xỉu đau. Nè mấy chị nhìn lòng trong nè. À, chị có 38 phân bự luôn em, để em đo cho mấy chị coi. Rồi chị Nguyễn Liệu lấy 38. Hồi nãy chị Nguyễn Liệu có chút chứ 39 mà chị kia có chuyển không con ơi. 38 Nguyễn Liệu lấy tình yêu Tiết Hương Lan ơi. Siêu thơm ngon bổ dưỡng mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, nè nữa nè mấy chị. 48 em xe 44 năm. Sẽ tiếp tục 1500 nữa. Rồi em chốt chiếc này cho mấy chị luôn, đẹp luôn nha. 37 triệu 800 nghìn. 37 triệu 800. Chị nào bỏ lỡ tiếc nha. Học em rồi không? Bên hông nè, bên trên nè. Chỉnh ni từ ni số 11, 12 trở lên dùm em. À, nó thiết kế mấy chị hòa quyện hột tròn, hột emerald, đai trên. Nhận 4 ly rưỡi tới 8 ly được luôn dùm em. 378. À, dạ. À, và ở chị Mai Thanh Hân em đặt không ra, đợi em chút xíu. Em đặt không ra, đợi em chút. Rồi 37 năm nha, cho nó gọn gọn. Trời đẹp lắm, nhanh mấy chị ơi. Nguyễn Tu Sương 37 năm. Trời chứ nhẫn đẹp cũng chết luôn, mấy chị mua rẻ mười mấy triệu. Quỵnh đi quỵnh về. Ngon muốn chết, quỵnh đi quỵnh về 37 50. Nhẫn nó nhẫn không đẹp tôi đền cho mấy bà gấp bao nhiêu lần. À, rồi Duyên Chương để cho mã sao nè. Cái nào để sao vô là không có xả dưới like con. Thả ngôi sao vô 52 củ nè. Trời ai em cứu em chiếc nhẫn này không đẹp quá con, quay phim bán liền. Mẹ con bán giá gọi là sững sững sờ đó. Mấy cô ơi sợ sụt ít sụt đâu. 26 triệu tuột nước Út ơi, bà lấy cái đó đi Út. 26 chiếc nhẫn 52, nguyên chiếc nhẫn 78 triệu. Trong khi nha, người ta bán cái vỏ này không, chưa có hộp mà ta bán trên 80 triệu rồi. Nè mấy chị nhìn đi đó, mấy chị nhìn đường nét của nhà em coi. Ở đâu mà ra mà mua 52 triệu vàng gì mo nè. Nhẫn này là đồ đổ với đồ bọng đó. Vàng vừa dày luôn, hộ nó quá nó mọi người mua em quê quá. Nó rẻ mà bự mà em quê quá, quê rồi. Quê là quê quá quê. 36 còn đó bạn ơi, mà tại 36 mua trong hình giùm em đi. Thì giờ mua cái đó xong rồi mua hộp mà 54 ly rưỡi tụt nước. Ở gì 5 ly tư tụt nước đó. Ê đâu hai lô này đẹp quá nè Diễm. Halo tấm bự Diễm ơi. Trời ơi mặc mấy cái mất tiền bởi gì. Hộp là đổi lỗ 2 bán lỗ 5 là hộp 63 trở lên, dưới 63 là 2 dưới 5. Đổi lớn đổi nhỏ gì cũng được nha. Vỏ thì đeo trong tháng lô 10 quan tháng 15, còn bán trong tháng qua tháng gì cũng 20. Còn đồ nào có chủ với hộp dính chung nha, chủ cao mà có chủ sòn từ 36 trở lên rồi đó. À, 3 ly mấy trở lên rồi đó, đổi lỗ 10 bán lỗ 15 suốt cuộc đời, trong hay riêng gì cũng vậy. Lấy đeo này đi gái. Đeo này giá tem bơm rồi nè. Đẹp xỉu, halo tấm to luôn em, tấm 2 ly mấy, tấm 2 ly. Để nhìn đo coi.
một là 2 ly, một là 2 ly rưỡi, hai là 2 ly 7. Rồi bây giờ chốt đơn cho 24 triệu. Dạ, dạ cho em 2 triệu đi, gửi đồ cũ gửi về. Ừ. Em mắc cỡ gì chị Duyên, thương chị luôn á. Thương chị luôn á chị Duyên. Chị em bị quê á. À, đẹp muốn xỉu luôn nè. Cái này là khách đã lên giá 25 tem. Em năm rồi đó nghe, mã này em bị tem bơm. À, những à, rồi em hết rồi. Nhiều người thấy em bị quê quá, nói quá mà không bán được. Rồi em có những chính viên nè mấy chị. Này tầm ly 6 nha. Em chốt mấy chị 5 triệu. À, dạ. Năm tư tuột nước con vô tình yêu mai tinh hơn em 6 triệu nha con. Chắc hết rồi. Mẫu ơi 4 rưỡi 5 4 6 3 6 8 7 2 7 2 còn duyên. Con kia hết trơn rồi. Rồi 5 triệu giùm em cho tình yêu tủ điện lon nè. Sòn nha. Rồi dính hết tủ điện lon dính hết. Đôi này cũng đẹp luôn giùm em nha mấy chị. Giá quá đã cho một cuộc tình 26 triệu 500. Đó sale 22. Rồi đôi này bữa nay em chốt đơn cho mấy chị luôn. Đôi này chỉ có 20 triệu bông emerald. Mấy chị nhìn ngoài nè, tấm to luôn nè, emerald to. Đôi này là cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. 20 triệu. 3 ly 6 nó lại nữa, mua trong hình giùm Vinh đi. Gái yêu, nó kêu nó mấy đứa nó lên trên hình cho bạn. Đẹp quá trời, cho nhận giùm em từ khoảng 3 ly 6, 3 ly 9, 4 ly 4 rưỡi gì cũng được nha mấy chị. 22 triệu. Tức là 3 tuột nước tầm 70 tới 75 đó mấy chị. À, em bán 20 rồi xin lỗi. 26 xe 22 xe còn 20. Trần Mỹ Duyên 20, Ngọc Mai kế bên. À, rồi chốt, kèo ngon quá trời. À, em để Ngọc Mai kế bên nè. 4 ly rưỡi còn cặp nào không ơi, tụt nữa. Mai em qua hàng đi, chị có cho hàng mấy viên nữa, chút chị ấy. Mai có đó, bé Diễm nó chi được. Chết bà, 20 mấy má sao tôi để có 10. Có bé Diễm ơi, có bé Diễm. Rồi chốt cho 20. À, được, Bùi Thanh Hương, được, quên gái em. Rồi gửi gì đi tôi tính nha. 63 triệu nè. Em đổi khách 15%, em tính với chị 20%. Nguyên một cái nhẫn nho phụng và cực kỳ sang. À, mua cho mẹ đeo cũng được, lớn tuổi đeo cũng được giùm em nha. Cháu của nó là cháu chấm kim đó mấy chị. Cực kỳ là đẹp nha, cháu chấm kim nhí 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 mấy chị nhìn giống như là bắn cát vậy đó. 63 đổi khách 15 tính với chị 20. Rồi cái giỏ nhẫn này chốt có 50. 4 rưỡi tuột nước 11 triệu 500. À, rồi bây giờ chốt đơn 63 triệu em chốt cho 50 triệu. À, đổi khách là em chỉ đổi có 15%. Trời đẹp lắm mấy chị. Đẹp cực kỳ, ok vui vẻ nghe nè. À, rồi bây giờ chốt cho nhiều 50. Đẹp xỉu giùm em nghe. Thôi ở đâu ra. Cái này mẹ đeo cũng đẹp nhưng ngoại đeo cũng đẹp đi Diễm nè. À, quá trời đẹp mà rẻ luôn. 63 còn 50. 63 còn 50. CC em chốt cho mấy chị luôn, em 6 triệu rưỡi nè. Đích đẩy to đùng. Trời ơi rẻ hơn đôi bông hộp giả nữa mấy chị. CC giùm em. To đùng giùm em 6 triệu rưỡi. Đích đẩy, chị nào bỏ lỡ uống giùm em. Cặp 4 rưỡi dính hết rồi. Tại tiệm còn 1-2 ấy để cho bán tiệm mà. Bán tiệm. Rồi chốt 6 triệu 500 nghìn đâu đó. Rồi đâu này giùm em. Nguyên đôi bông mai tắm to 2 ly mấy luôn nè. Trời ơi mấy chị ơi. Đẹp phủ vàng luôn, biết có tên tem lộn không? Em chốt cho mấy chị 17 triệu đôi này. Nha, nó hai tầng hột, tầng trong cũng to to, tầng ngoài là siêu to. Chủ đang tặng hai viên nhân tạo, nếu mà thay sòn thay từ 3 ly 6. Trời mấy chị cái này bảo đảm không dưới giá 36 triệu. Rồi 6 triệu 500 ngàn, ôi dài dữ ha. Hằng Trần Thị giùm em 6 triệu 500, bông nó bông đích đẩy nha. 17 triệu đôi này. Trời ơi mấy chị cái vỏ bông sòn 17 triệu. Kiều Phương Trần, ôi sao mấy em không làm như chị nói đi. Lui đi con. Dạ. Để ai hả? Dạ, tại đi đi trời ơi, mượn mẹ. Dạ. Đi. Dạ. Sao ít tới mấy phút? Dạ. Trời ơi, đi nghe lời anh Duyên. 40 triệu 500 giùm em nè. À, rồi bữa nay chơi đẹp luôn nha mấy chị luôn con này. Bán đẹp mới chơi nha. Chưa ai bán cái nhẫn này cho mấy chị dưới giá 30 hết ha. Nếu mà sale em chốt cho 26 triệu 500 con này. Một chiếc duy nhất. 26 triệu 500. Nhẫn 52 triệu là nãy chị Cao Mỹ Hiên chốt rồi. 17 triệu em hết. 6 triệu rồi em hết luôn. Hồi nãy hôm qua mẹ like 7 giờ. Thì mới 9 giờ về. Mà hồi nãy tao mắc đi ăn 7 giờ dữ. Cho nên mày đi nghe lời Duyên. Đi Duyên nó đồn tầm bậy không. Hết chuyện nghe lời ai nghe lời anh gì. 26 triệu 500 giùm em 3 hạng 1 luôn em, dẫn 4 ly rưỡi tới 6 ly 3. 26 triệu 500.
à, 17 dinh hết rồi gái. Nữa về cũng ngày hay chết mày chết. Chỉ có 610 là em hẹn 246 thôi. À, ôi tới giờ về mấy chị ơi. Chút xíu đi mấy chị, nữa 15 2 phút nữa. Rồi 26 luôn nha mấy bạn. Lắm luôn 26. Bông halo quá chứ. Có gì rắn à. Rắn có rắn ý, rắn sòn à. Em đi chơi 3 ngày à, tuần đâu trời ơi, em cũng đi, em lấy đi Thái Lan đi 2 ngày kỳ quá chứ. 42.500. Em đảo khách có 15 nha. Em chốt mấy chị 20. Em chốt chứng nhận này cho mấy chị luôn giá 33.500.000. 33 năm. Trời ơi con này rẻ quá. Vừa bán vừa yêu cho mấy chị nè. Vô cái nào rẻ rẻ đi. Rồi chuẩn bị thọt cái tay vô lẹ giùm em nha. Nhận giùm em từ chủ sòn 54 trở lên. À, sòn nha, chủ đang tặng nhân tạo nha. Em chốt cho mấy chị chỉ có 15 triệu cái vỏ nhẫn này, chốt con comment nhanh nè. Chơi thả thả tim tim cho nó vui nè. Nguyên cái vỏ nhẫn sòn 15 triệu rẻ phủ phàng luôn. Chấn động luôn 15. Nhanh mấy chị ơi, 15 triệu. Rồi Tố Nguyên, ok gái, xuất. À, 15 để sao cho em Phụng Thanh nè. Nguyên cái vỏ nhẫn sòn to đùng. Cái này tao mua nè, con chụp đơn giản, con chụp xấu mấy con nhận cũng đẹp, không ai chơi đầu mình. Nào tao ế hay mới chụp đẹp. Đang hiểu không? Rồi giá ban đầu là 25.400 sale 22. Trời ơi. Hai tầng hộp luôn, em chốt cho mấy chị 20. Trời ơi mấy chị đẹp xỉu cho mấy chị. À, bên hông hai tầng bên trên luôn em. Bây giờ chốt đơn cho 20 triệu giùm em. Rồi nhẫn này giùm em là 43, em sale còn 33. À, sale hơn 20%. Đó, con ơi, à, 20 là chốt chai đây. À, Mộc Tho với lại Quỳnh. À, Mộc Tho với Quỳnh. Rồi chuyển nhanh là tôi chơi luôn hai bà đó. Chơi đẹp nè, 20 nè. À, 43 sale còn 33, sale hơn 20%. Trong khi đạo khách chỉ có 15%. Nôm na tặng gần 10%, nhận em từ khoảng 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. 7 ly 2, 8 ly 1 được luôn rồi nè. Đẹp cái ốc mà nổi chưa. À, xỉu. Rồi chốt đơn 33 triệu. Dòng sale hả chứ. Em còn chiếc này bữa nay em sale cho mấy chị luôn. Ngày mai mấy chị mới không mấy chị ấy. 105 cũ nè. 85 cũ đúng không. Bữa nay chơi đẹp em bán cho mấy chị 83 cũ. Nguyên cái vỏ dòng sòn này giùm em. À, nhận giùm em tầm 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2 giùm em. Dạ ok chị Mai Thanh Hưng. Rồi em nghe. Con nó của Mai Thanh Hưng ngày mai cho nhận hộp cho cô ghé lên đi tay cho cô ghé nha coi. Ờ à, hồi nãy em ăn trễ kìa. Hồi nãy Vinh 7 rưỡi mới về. Nhưng 7 rưỡi mấy chị coi là không có ai bán giá này mấy chị, không ai bán dưới giá 100 triệu 90 á. Anh Thúy An Lê giùm em. Rồi, à, Nguyễn Dương kế bên, có gì Nguyễn Dương đặt lại được không? À, không không được á. À, nào mã sao nè con 83. Có gì tôi đặt lại cho mấy bài giá này. Mấy món đồ đặc sòn em đặt từng tuần tới trễ nhất là 10 ngày với mấy chị tôi em cố gắng. Dinh hết rồi gái ơi, không còn. Dòng 5 hộp nè mấy chị, 77, 78 cũ nè. À, khách chốt được 63 khách bơm em nè. Em chơi đẹp với vỏ dòng mấy chị bữa nay luôn bán 60. Dạ, ni tay chị ni 52, 54, nói chung là ni thì đừng lo. Cỡ nào em cũng được mà. Cái này khách chốt rồi đó mấy chị. Em bán xả lỗ luôn. Không phải đồ sale đâu nha mấy chị, nói trước. Nhận giùm em từ 3 ly 6 tới 6 ly 3. Nhận 36 được luôn nha. Dòng này em nhận 36 duy sức nha. Dòng sòn hộp em rộ luôn em nè. Lòng trong nè. Trời ơi nè nhìn nè. À, em bán 60. Giá này không có mua được đó mấy chị. 77, 78 triệu rồi đó. Giờ không được cho nên em xin lê. Thương giùm em đi em bán trên lòng em đau như cách. Rồi chiếc này khách chốt được rồi. Chủ sòn 1 là 3 ly 9, 2 là 4 ly nha. Yêu thương vô vàng giùm em. Em chốt cho mấy chị 20 triệu cái này. 60 triệu chị trần lắm. Mấy chị biết mắm em rồi. Em lời làm bớt liền. Tại vì bán mắt cũng thâu vô mắt. Đúng không? À, chị có đồ sòn là thôi theo với đơn đồ ý mấy chị mua của em. Sao một tháng được cộng game 50 nữa. Bán mắt làm chi mấy chị. À, đồ lạ là em không cộng nha. Mà đồ của em mà không đưa với đơn em cũng không cộng nào. Thông cảm giùm em nha. Rồi chốt đơn 60 trần thấm. À, Út Hoàng để mai sao chốt Hoàng 60. Con cái nào có để sao cái nghe con. 20 là bi bao phương nè. À, 20 bi bao phương. À, Lâm Thúy. Rồi bi bao phương này có chốt gì đó, có xả gì không nghe bi bao phương. Trời em có một cái vỏ to đùng luôn mấy chị ơi.
Em không nghĩ nó to mà nó rẻ kiểu này. 60 cái gì đặt lại được không Thanh Đoàn? Chụp cho bà cái gì bà đặt lại. Chụp 60 cho bạn đi, có gì tôi chết rồi, không biết đặt lại được không nha. 37.500 là cái gì vậy? Không nhớ rồi, Nguyên Chương ơi, cái chuyện qua được không nhớ. 60 đó mấy chị đặt lại đi. Nè, to đụng luôn, em form lớn nhất nha mấy chị, 36-37 triệu. 36-37 học em rồi, 2 ly rưỡi giùm em một đôi duy nhất. Nhận giùm em từ 4 ly rưỡi tới 7 ly được nha. Hết luôn cái tay của em mà tắm trắng tươi. Tắm trắng tươi. Em chốt cho mấy chị đôi này giá 27 triệu. 27 triệu giùm em, tình yêu nào bỏ lỡ là uổng. Form lớn nhất luôn nha mấy chị, nhìn cái tay em nè, thấy to chưa? Nguyên một đôi halo nữ hoàng emerald này, cực kỳ to. Vân Lâm xem 33 bán lỗ không chết Vân ơi, cái đó đổi khách, thật sự đổi khách. Đổi khách chỉ có 15 thôi, lên đây bán mấy chị sale chân 20%. Đẹp xỉu em chưa nè. Đó, giá chưa, đó 27 triệu tình yêu cẩm nương. Thu xương bông vuông, có vuông ngay ngay cái tung xương kế bên. Cảm ơn chị 5 triệu, số tài khoản 24-27. Này gái, 43 còn 33. Mà đẹp dễ sợ chưa, trắng tươi mấy chị. Khách mua xong là nhiều khi, em nói mấy chị, nhiều khi mấy chị không có đeo nữa. Ok, chút xuống nè. Vậy con lên đơn, con xả luôn trang trinh đi, con tự giờ lòng lấy gì hết nè. Rồi, 33 triệu anh chăng. Hỏi ý kiến chị lâu quá, Nguyễn Na hỏi gì, Nguyễn Na ta giờ không thấy á bà. Không thấy. Rồi cho tình yêu Vân Lâm ra bông vuông giùm em nè. Emerald dòng ngoài với dòng trong nha, dòng trong nó sẽ rẻ hơn nha mấy chị. Dòng trong nó sẽ rẻ hơn giùm em nha. Vòng 33 là dòng gì chị? Đâu có cái đó là lắc tay mà. 33 là người ta lấy nè. 44 triệu là cái này. Cái này mấy chị giá ban đầu con này tới 33 34 triệu. To đùng giùm em chưa? Chủ em đang tặng viên nhân tạo nha mấy chị. Hai tầng hộp giùm em emerald luôn em, sáng trưng luôn nè mấy chị nhìn nè đó. Vuông dứt bao tay ha, 24 tuổi bằng dinh đeo cũng ok. Rồi nhận giùm em từ 3 ly 6 tới 6 ly, phân bự luôn em nè mấy chị nè, lớn thì để trả. Mà tắm trắng tươi hãng này rồi, chuẩn bị báo giá với mấy chị luôn em. Em chốt cho mấy chị đâu này 24.500.000. Chị yêu nào bỏ là uổng. Ý 12 giờ, 7 giờ là sòn. Dạ, cái này nhận em từ 3 ly 6 cho tới 6 ly được. 24 triệu. Trinh lấy lắp 33, 33 là gì? Nói 35 à, là đổi ý lại nó hay gì vậy? 35 mà đâu có 33, lắc màu ngọt đúng không? Màu ngọt đúng không? Gái yêu. Trời mấy chị đẹp lắm, mấy chị 24 triệu. Rồi ai lấy chị đẹp tặng triệu luôn, lụm 23, lụm 22 chính con. Bông vuông là em lấy lời chiếc ban đầu đúng không? Là chốt lại, đổi ý chốt lại cái này con ơi, chốt lại cái này. Rồi rồi gái, tôi nghe rồi gái yêu. Em có cái nhẫn nam này mấy chị. Không có chỉnh ni nha, đo đường kính ngang nhiêu giùm em nè. Xã Chi Ngọc Mai 20. Không có chỉnh ni nha, vì bên hông nó 1.000. Chủ ở trên đây nhận giùm em từ 5 ly 4 trở lên giùm em. Đem đo đi ngang nhiêu nè. 23 triệu. 22.9 bằng Ngọc Mai nè. Rồi Ngọc Mai chỉ em 5 triệu đi, Ngọc Mai số 24, 27 giùm em đi. 15 triệu là nào hả chị? Cái nhẫn này đâu rồi, cái thước thôi, đưa mẹ mượn nó con. Chắc là dướng này nè, lấy không có được. Rồi, đường kính ngang không làm đi nha. Đường kính ngang là 18-5-19. Đường 18-5-19 giùm em đi, có 15-16. Em chốt chiếc nhẫn nam vỏ sò nó mới chị 18 triệu. Đường kính 19 giùm em nha. 18-5-19 giùm em nha. Nha, em chốt cho 18 triệu, đẹp xỉu luôn em mấy chị sòn á. Xả 23.500.000. Nhưng mà cái 83 mình chốt mã sao, còn cái 83 cô kia chuyển chưa con? Không chỉnh ni nha. Lâm Trọng ơi, đường kính 18-5-19 em biết cái ni của em không? Tại vì cái này 1.000 chỉnh là rụng nụ nha. Rồi em chỉnh cọc liền để mấy đứa nói không, nó mai nó trả chị cho nó ơi. 18 triệu không chỉnh ni. Không chỉnh ni, không chỉnh ni. Rồi con này mem nè. Rồi em có ra bông, bữa nay bán bông ngắn nha mấy chị, giá yêu thương đông đầy luôn 15 triệu. 15
Bi Ba Phương xả nhẫn 20 màu hồng này con. Bi Ba Phương xả nhẫn 20 18 triệu. 18 triệu dự bị tình yêu Trâm Dương đi con. Không chỉnh ni nghe mấy chị. Nhớ em nghe chị nào mà biết ấy. Rồi tình yêu kia không chỉnh 5 triệu báo liền. Xong. Trời bán rẻ hơn đôi bạch kim luôn nghe mấy chị. 24 sale 20 xả lỗ 15 chơi đẹp. À, đích đẩy nha, à, đích dặn nha, chị làm muốn làm đẩy em làm nha cái. À, bông 22.900.000 ngọc mai chốt rồi. 15 triệu ai lấy nè. Rồi nhẫn này 20 em còn nè mấy chị. Chủ sòn luôn nha. Nãy chị nào ấy nè. Thông cảm giùm em nãy rồi đây lâm chậm 5 phút không chuyển thì em bán cho chị kia tương giùm em á. Rồi chốt em chủ sòn luôn 20. Chủ sòn luôn 20. Đẹp xỉu luôn mấy chị gái màu hồng chỉnh ni. Ni số 10, số 11, 12. 10, 11, 12 chủ sòn trái tim sòn luôn nha 20. 18 em hết rồi. Bông tay gắn 15. Rồi cái nhẫn này hôm qua là 26, hôm nay bán với mấy chị luôn 25 luôn. Bán với mấy chị luôn giá 25 triệu, đẹp rộng ràng luôn 25. Nhẫn nam á. Nhẫn nam cái này là trời ơi, cái này cũng rẻ luôn nha mấy chị. À, nhận giùm em từ 6.3 trở lên. À, 5 hàng hộp emerald vuông. Em chốt với mấy chị cái vỏ nhẫn nam này 29 triệu. 25 triệu hạnh dương. Hận dương 25. Nhận em từ 6 lên. Duyên chương xã mở nào. Xã 37 năm nè. À, chủ đang tặng hộp nhân tạo nghe 25 em chốt chai rồi. 29 triệu. Hồng Phát ơi nếu mà giờ em chốt lại chị cho em đi liền nha. Em không giữ trên một tuần được nha. Cái nào em nói trước cho chị em mình không buồn nghe cục diện ơi. Chị kia chị đi công tác hoài không nhận được rồi đồ nó ấy lắm. Em giữ qua em được. Rồi 15 triệu tình yêu Mai Phạm em bông ngắn sòn. Đây đích dặn làm đích ý được luôn. Nghe ơi là đích đẩy được luôn nó lộn. Lộn. Chốt bông ngắn dinh hết rồi. Rồi bây giờ em còn chiếc màu hồng với chiếc màu trắng em bán xả đi số 10, 11 em chốt 19 triệu. Chủ sòn là cho sủ sòn trái tim là 3 ly 9, 4 ly nữa mấy chị. Trắng cũng 19, hồng cũng 19 luôn dùm em. 18 triệu lâm trọng chuyển chưa. Em hỏi đặt lại không được, đặt lại không được nha. Thông cảm dùm em nha cục vàng ơi. 19, trời đẹp quá mấy chị. Mấy bà làm nhẫn tình yêu, nhẫn đính hôn gì cũng được. À, mười mấy triệu thôi. À, nè nó sang chưa, đẹp kịp luôn. Em màu trắng ngay lấy chứ. Thu Hoạch lấy màu trắng hay màu hồng. Tủ điện lực tiện điện lon trước nè, lấy trắng hay hồng. Tủ điện lon ơi, lấy màu trắng trước đúng không. Tủ điện lon màu trắng rồi chứ nhẫn 5 triệu chị có ấy không. Em còn màu hồng nghe mà lỡ lấy màu hồng em xin trắng lấy vẫn được nha. Rồi màu trắng tủ điện lon. Màu hồng 18-9 đi cho nó khác mã chút. Mà dù lấy màu hồng xong xin trắng cũng được đúng không. Con lấy em chị này nghe quanh màu hồng dễ thương quanh. Hồng lạ lạ em nhiều đồ. 18-9. Nhẫn nam mà nói ai lấy rồi dính hết rồi. 29 triệu nãy chốt cho Hồng Phát cho chị giùm em 5 triệu nha, cho đi hàng nhanh giùm em. Rồi em có một đôi này duy nhất. Trời ơi to đùng đẹp giả mang luôn mấy chị. Học emerald 2 ly rưỡi không nè. À, nhận giùm em từ 4 ly rưỡi cho lên không nhận nhỏ nha mấy chị. Không nhận nhỏ. Em chốt đôi bông này mấy chị giá yêu thương mà em giá sale là 28 triệu đó. À, rồi bây giờ chốt đơn đôi bông này mấy chị luôn 24 triệu. Gửi phía Malaysia. Malaysia đã hỏi bà Vũ em không biết. Xả chiếc nhẫn 5 triệu bán 4 triệu rưỡi nhẫn 9 viên này con. À, rồi xả 5 nè bán 4 triệu rưỡi. À, rồi lấy ngay xả 5 bán 4 triệu rưỡi. À, 3 ly 6 có 1 giấy thôi được rồi. Em mấy chị nhìn nha em để cho mấy chị coi. Phơm lớn nhất luôn giùm em nè. Đẹp thế ớn. Giá yêu thương đông đầy tại tiệm là 28 rồi đó. Em chốt đơn cho 24. Rồi 4 triệu rưỡi con lấy của ai nãy nhẫn màu hồng nhớ không con. Rồi chốt tình yêu Nga Hoàng 45 ngẫu nhiên tiên lý năng tương ngộ nha. À, 28 cũng chốt luôn cho 24. Nhận giùm em từ 4 ly rưỡi tới 7 ly được luôn. Vì phân bự không nhận dưới 4 ly rưỡi được nha mấy bà. À, rồi chị yêu Linh Nguyễn nè, ngày mai cho bé Trinh nó chuyển cọc nè. Nhận 4 triệu rưỡi em hết rồi, ok gái. Có nhiều người khách quen á, con đừng có. Tao nói ngày mai đợi con đợi nha, tại tao uy tín. Rồi Vinh hết. Dòng Linh Sòn 19 triệu đặt lại đi gái ơi, có gì tôi đền chứ giờ tôi 24 Linh Nguyễn em có con đôi một. Rồi, à, mỗi cái có con đôi nha mấy chị. Đẹp xỉu luôn em, ở ngoài halo trong trong trống, phong bự luôn em. Hết trái tài của bé luôn. Trời ơi. Nhận em từ 4 ly rưỡi trở lên luôn, phong này không nhận nhỏ nha. Đợt trước thì có thể nhận được từ 3 ly 9 4 ly nhưng mà hôm nay là nhận 4 ly rưỡi. Đó, học emerald 2 ly rưỡi luôn nha em. Nè nhìn nè. Đẹp xỉu chưa?
giá yêu thương vô vàng giùm em là đã 26. Rồi em chốt luôn đôi này cho mấy chị luôn, giá 22 triệu. À, nhận 6 ly được luôn chị, 7 ly được luôn mà. À, rồi mấy chị, ồ đẹp chưa, xuất sắc chưa, 26 củ nè, lòng trong nè mấy chị nhìn nè, để chén chấu đồ đẹp chưa, 22 triệu một đôi duy nhất. Dương có chủ luôn hả chị? Ờ, Dương chủ 22. Con để cái dòng đinh, con chụp đinh mã sao cho đinh đặt đó con, 19 đó. À, con đặt cho bạn đi, vô cái group nghe làm y chang như nói nha, đặt cọc 5 triệu nha. Mai ơi, Mai xả like không lỗ em ơi, không vừa mở nào xả đi Kim Tiến. Sao lại không lộ? Đôi này vẫn to nhưng chỉ nhận được 5 ly là maximum thôi. Những tim em hết rồi cục vàng ơi. Hai viên ngày mai tôi gắng cố gắng kiếm hai viên tụt nước cho bà Duyên ơi. Tôi gắng kiếm và tôi chốt đi. Nhẫn nam gái, ok gái. Lên sóng này ấy liền. 32 củ này mấy chị biết sao? Cái này hộp emerald tới 2 tầng. 2 tầng mà nằm ngang nữa mới ghê chứ. 2 tầng mà nằm ngang nữa. Em chốt đôi này 27 triệu. 2 tầng mà emerald nằm ngang luôn, em bảo đảm mấy chị không dưới giá 30 mấy triệu hết uy tín. Em chốt mấy chị 27 triệu. Xã tình yêu Kim Tiến 9 triệu. À, 32 triệu 500 nè, nhận giùm em từ 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly. Đẹp quá trời luôn em. Rồi nhìn luôn cái tay của em đang đeo nha. Đẹp xỉu nha. Học emerald 2 tầng mà nằm ngang không có nằm dọc đâu cả nhà. 32 năm còn 27. Quá đẹp cho một cuộc tình em. 3 ly 9 nên có kiểm định, đẹp xỉu lắm mấy chị. Em nói nghe nè, chị yêu Ngọc Mai xã nữa kìa con. Chị yêu La Vũ gì nè, Vũ Bảo Ngọc Hân gì nè, lấy đây nè. Em bán 22 triệu cho chế luôn chứ, chế lên đây em bán cho chế nè. Hồi nãy chế nào dành lộn với chị yêu nè, cái nít tới 4 cái nè. Ờ rồi, con bán luôn 22 triệu. Đôi này đẹp gái, bà tin tôi, đôi 22 triệu đó đâu. Rồi đôi này nó tay lắm, nếu mãi thì bà lấy đôi này đi, nó tay tay, vuông nó tay. Cái tay con dơ quá con, mấy cái nó bông, cái không có bị ố, cái dấu tay con cầm vô cái nó đi. Tội nghiệp tao, đồ đẹp á. Đeo bao tay vô giùm đi, năn nỉ luôn. Đeo bao tay ngày tặng nàng 100 ngàn. Đeo gì chứ em đeo từ sáng tới chiều đi, toilet không gỡ luôn. Rồi 22 triệu, rồi ok gái. Dạ ok chị tặng hộp nhân tạo 6 ly. Trời ơi đẹp quá, rồi chị nào lấy em lụm luôn, sắp sắp cuối nè, 25 củ luôn nha. Em lụm luôn nha, em tặng ta nói te thua ta bông qua lá hẹ luôn đó. 25 triệu. Tình yêu nào bỏ lỡ là uổng. Rồi nhẫn bông mai nè. Chị nào thích phong cách à, không phải là chùm chùm quá, không phải là bản to quá, mà có nhiều tình yêu sẽ thích gọn gọn mà hộp tấm to gom lại, không có gọi là không có phải là thô quá, nhưng mà nó sẽ có cái độ, thay vì cái kia là độ ngang, cổ này nó có độ cao. Chàng ơi đẹp chưa mấy chị? Hộp 2 ly mấy không? Emerald thì 3 ly. Hộp tấm xung quanh lớn là 2 ly 3, 2 ly 4. Em chốt chiếc này cho mấy chị luôn, giá quá yêu thương đông đầy mấy chị luôn. 48 triệu. Bao đẹp luôn em, bên hồng đai luôn em 48. Thêm chút xíu đi con, xíu nữa 10. Đẹp mang đắt quá, thì thương cái đi con. 22 triệu chốt tình yêu online Vũ Bảo 22. À, con chụp hình cho nhà Bảo chưa? Bông vuông nè. Ờ trời mấy chị. Cái này mấy chị mua làm gì mà dưới giá 52, 53 củ. Em chốt luôn cho 48 triệu luôn giùm em. Quá trời đẹp bên hông bên trên luôn em nè. Ôi, 48. Đẹp siêu ve luôn em. À, rồi đôi này không cần tốn chủ, nguyên một đôi bông ghép. Sáng trưng ánh sáng mặt trời luôn em. 24 triệu. Đó, tấm to không giùm em 24. Không cần tốn chủ luôn nha. Ghép tấm to không, 2 ly mấy, 3 ly chưa tới 3 ly. Giỏ vuông ha luôn. Ờ mấy chị, rồi cái đôi này bán 24 này, con quay phim lên con bán đi. Mẹ bán giá ngỡ ngàng. Kháo này bữa nay tặng không được Dung ơi. Em ở nước ngoài muốn mua chuyển tiền sao? Nước ngoài bây giờ nhờ người thân ở Việt Nam đặt cọc giùm em 2 triệu, 5 triệu thôi. Tại vì chị ở nước ngoài á, chị sẽ không có gửi bằng 4 con số được. Tài khoản 4 số gửi không vô, từ 6 số, 8 số gửi mới vô. Cho nên mình chỉ đặt cọc tạm thời 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì số tài khoản trên đầu em nè. Nhờ người thân nào chuyển giùm em được không? Chứ bản thân chị nước ngoài là bây giờ chuyển 4 số không vô rồi đó. Nè con, quay phim đi, nó mẹ bữa nay là chơi bứt nóc luôn. 32 năm chút luôn cho 24. Rồi, 52 triệu bữa nay chơi bứt nóc luôn, 45 luôn giùm em. 45. Cọc 22 rồi. Xả lấy 24. Con hỏi cô Duyên Chương là cuối cùng bây giờ chị lấy đâu nào? Xả cái trên này là không lỗi, nhưng mà xả lòng vòng anh chút anh bị tội nghiệp em. 52 chút đơn cho 45 luôn. Con quay đi chút mẹ like. Mẹ ơi mẹ ấy ấp luôn. Chơi cho nó vụn vàng luôn.
Chị ngồi nghe Vinh hả? Nhưng mà chị có được đọc tên không? Em có những này. Cái đó vô mà em tự hộp mà. Tự hộp 4 ly trở lên vô nhiêu vô gái. Vô nhiêu vô gái ơi. Rồi em có chiếc này em chốt cho mấy chị luôn mà em đẹp xỉu. 28.500.000 em sell cho 15 cho. Rồi nhẫn nam lên liền nhẫn nam có chiếc nhẫn nam này. Nhẫn nam mới không phải sell ha. Nhận dùm Vinh từ 6 ly trở lên, nhận nhỏ quá không được mới. 50 cũ rồi đã giá quá yêu thương luôn nè. Em chốt chiếc nhẫn nam này mấy chị giá 38.000.000 đẹp xỉu luôn nè gái. Nam Hoài Phương ơi, 50.300.000. Chốt cho 38 chị ăn, nhận dùm tôi từ 6 ly 6 ly 3 trở lên nha. 4 ly tụt nước không có, 4 rưỡi tụt nước. Bà lấy 4 rưỡi tụt nước 11 năm. Rồi hàng Euron 38 đẹp xỉu. Không phải đồ sale đồ mới. 38 em hết. Rồi nhẫn 28 năm em chốt đơn còn 24. 243 hộp e chị to to không nè. Em rồi 2 ly rưỡi. Hàng mang quá Vinh ơi, chỉ có duy nhất một trang này thôi. Thấy tin nhắn mà tự nhiên có 2-3 trang là giả, tôi mới gửi bà hai cái dấu chấm hỏi đó. 3 nít 4 nít gì thì nó cũng là giả nghe, có duy nhất của nít tôi thôi. Cái áo này nó xịn, tôi tặng với bà không được, pha ke tôi tặng được. Cái này tôi mua 4-5 triệu, 5-6 triệu gì đó, đồ hiệu. Đồ thiệt không biết, pha ke tặng với bà liền. 24 triệu chốt cho tình yêu Lily Nguyễn. Rồi hello, em tắm 1 ly 8 này mấy chị. 21.500.000. Rồi mấy chị, 1 ly 8, 1 ly 9 nhận giùm em từ hộp 4 ly rưỡi trở lên. Nhận nhỏ quá không đẹp nha. 4 ly rưỡi tới 6 ly 3. Em chốt cho mấy chị luôn giá 16.000.000. Tụt nước sắp về tới rồi bà. Nhận được cái dòng cham đẹp đúng không? Để tôi kiếm đây, tôi đen máy nè, tại vì nó có 2-3 chỗ, còn chỗ nó mắc, còn chỗ nó cũng ok, mắc quá tôi bán đi, mấy bà đâu có lời đâu. Sang chỗ rẻ thì phải đợi á. Phải đợi. Rồi tình yêu Lâm Gia Hân giùm em 16.000.000. Thả thêm không? Hết rồi, còn đôi duy nhất không? Bán tặng bà Hân luôn cho xong. Rồi em có chiếc này mấy chị. 25 cũ nè. Chúc vui vẻ cho mấy chị luôn, 17.500.000 này, ni số 10, 11 nè. Ni số 10, 11 giùm em, 17.500.000 full dye 2 hàng giùm em. Ni số 10, 16.000.000 dính hết rồi gái. Con để mai sau cô Đức Thịnh cái đi con, bên lẽ anh như còn đôi, con nhớ mang máng. Tôi biết rồi bà. Dây sòn, mấy chị cũng đang làm tem số mười mấy sợi cô dê á, tôi bán cộng vài chục cho mấy chị thôi. Ni giùm em đi số 10, 10, 11 giùm em, rồi 17 cũ luôn mấy bà ơi. Sòn nó mà rẻ như bạch kim, 17 cũ luôn á. Mới nha mấy chị, không phải đồ sale đâu. Còn nhẫn vuông halo á. Em có chiếc này nè. Gái. Tấm to to xung quanh tấm giống như là 3 ly vậy đó. 58.000.000, em đỡ khách 15. Em chốt cho mấy chị luôn 25. Tặng 25 thiệt nha. 58 em sell cho mấy chị 25%. Em đỡ khách là 50.000.000 đó, em chốt mấy chị 43.500.000. Nguyên một cái nhẫn nữ hoàng halo. Đẹp luôn em nha, nè bên hông đai nè. Đẹp xuất sắc luôn đó mấy gái. Đường kính 16 năm. Kính 16 năm là ni số 10 11 đó chị gái. 10 11 582 nè. Sale còn 43.500.000, sale gần 20.000.000 luôn mấy chị. Tắm xung quanh tắm 3 ly tắm to không? 43.500.000. Ok gái, tôi lên cho bà luôn chắc còn mà. 16.000.000 tôi hết rồi mấy gái. 16 hết rồi, 58 em còn 43 nha. Tắm xung quanh 3 ly luôn, nhận em tầm 4.5-4.75-3.72 luôn em, 4-3-5. Rồi, con vô tình yêu Lâm Hân như bên chị Hằng còn đó đó không? Học ly xa, 1 ly xa, 1 ly 8 nha. Rồi Lâm Gia Hân. Rồi, tạm biệt nha. Chín mấy rồi để tụi nó về. Bye bye, cảm ơn mấy chị nha. 3 ngày gặp lại.